những thứ này đều cao chừng năm 60 trượng, thân trụ phủ đầy xương trắng, mái hiên lại treo một cái đầu lâu đỏ quạch như máu, đong đưa qua lại. Chính giữa cổng trào lại có một cái đầu lâu ác quỷ cực lớn. Trong đó, có một cái đầu lâu một sừng, mắt như chuông đồng, có cái khóe miệng còn vương máu người, thoạt nhìn giống nhau như đúc. Hàn lập thấy vậy, đang định ra tay thì thấy bốn con cửa quỷ kia tự như sống lại. Tám con mắt khổng lồ đồng loạt nhìn về phía hắn, ầm ầm bốn đôi mắt quỷ đồng loạt bắn ra mảng lớn huyết quang đan sen giữa không trung hóa thành hư ảnh biển máu hạ xuống phạm vi trăm trượng bao phủ hàn lập vào trong thân trong biển máu hàn lập đột nhiên cảm thấy sức nặng ngàn cân bỗng nhiên áp xuống hai vai y phục trên người dính sát vào da thịt việc giơ tay nhấc chân cũng trở nên trì trệ vài phần hai mắt của hắn lóe hiện lam quang cơ thể truyền ra từng tràng ầm ầm như pháo nổ lung lay một chút sau đó lập tức vững vàng trở lại vẻ mặt không chút khác thường lưới bạc đang che chở cho liễu nhạc nhi cũng bị sức nặng đè nén thậm chí phần cao nhất còn lõm xuống một lỗ thế nhưng sau khi hàn lập thi triển pháp quyết gia trì nó đã ổn định trở lại liễu nhạc nhi vốn dĩ có chút cả kinh cũng cảm thấy an tâm hơn vài phần nữ tử nhìn qua hai người hàn lập vẫn đang bình an vô sự bèn thốt lên với vẻ khó tin sao lại có thể như vậy xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp kẻ này rồi trận này tối đa chỉ có thể tạm thời cầm chân hắn mà thôi có điều chúng ta có thể mượn dùng sức mạnh cử thiên ma diễm mà cốt diễm lão tổ lưu lại trong cốc để luyện hóa bọn chúng nam tử dâu tím tựa như đã hạ quyết tâm ánh mắt hiện vẻ tàn khốc động thủ cự hán một mắt và lão già lưng còng nhìn nhau thật nhanh sau đó đồng thanh hét lên bốn người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết đồng thời tụng niệm chú ngữ khó hiểu gì đó chỉ nghe từng chàng ông ông vang lên khiến sơn cốc cũng phải rung chuyển từ trên vách đá dựng đứng hai bên đá vụn không ngừng rơi xuống hào quang tỏa ra từ phù văn quỷ đạo phát sáng càng thêm rực rỡ. Những đồ hình lờ mờ không rõ lúc này cũng trở nên cực kỳ sống động, hóa thành từng bông hoa lửa màu đen. Cánh hoa chập chờn, lá sen lượn vòng, vô số hoa lửa đen kịt bắn ra, trong thoáng chốc tạo thành biển lửa vây bọc hai người Hàn Lập vào giữa. Chương 54 thôn vệ ma diễm, hắc diễm cuồn cuộn, sóng lửa mịt mờ. Hắc diễm quỷ dị khiến cho nhiệt độ trong cốc bị đẩy lên cao như đang đứng trong một cái lò lửa. Hơn nữa còn có từng trận ma khí đen xì như mực dần dần lan ra, ẩn chứa khí thức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Nơi Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi đang đứng càng phải hứng chịu sức nóng cao đến giận người, không khí xung quanh dường như cũng bị đốt đến vặn vẹo. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy ma diễn bốc lên hừng hực liền sợ đến mức mặt cắt không còn chút máu. Nhưng sau một khắc, nàng chợt nhớ ra bản thân đang được màn lửa màu bạc che chở. Ma khí nóng rát xung quanh như bị lực hút mạnh mẽ nào đó, nhao nhao chui vào ngân diễm khiến cho không khí chung quanh trở nên mát mẻ vô cùng. Hàn lập dù không có sự bảo hộ của ngân diễm nhưng đối mặt với biển lửa xung quanh, thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh, đến mắt cũng không chấp cái nào. Ngay khi ma diễm sắp chạm đến người mình, họ hàn bỗng nhiên há miệng hít vào một hơi thật mạnh. Ma diễm đen kịt chung quanh liền bị lực hút này cuốn lấy, tựa như thủy chiều rót vào trong miệng của hắn. Chỉ sau hai ba nhịp thở, đã có phần nửa hắc diễm chui vào trong bụng hàn lập khiến cho thế lửa trong cốc lập tức trở nên uể oải. Cảnh tượng này khiến cho trong mắt của bốn vị tu sĩ hợp thể thiếu điều muốn rất ra ngoài, vội vàng đình chỉ pháp quyết trong tay. Kể từ đó, hỏa liên màu đen mặt ngoài vách đá chung quanh lập tức mở đi, khôi phục nguyên dạng. Có điều những đồ văn kia so với lúc trước đã trở nên ảm đạm không ít. Hàn lập không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục thôn phệ toàn bộ hắc diễm sau đó ợ ra một tiếng tựa hồ chưa hài lòng lắm. Làm sao có thể, cửu thiên ma diễm có thể thiêu đốt vạn vật lại bị hắn. Kẻ này rốt cuộc là loại quái vật gì, chư vị, thần thông của người này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thừa dịp đối phương vẫn đang ở trong đại trận quỷ chấn hồn, chúng ta cần tìm biện pháp dự phòng nếu không hậu hoạn vô cùng. Nam tử dâu tím lớn tiếng hô hào, nói xong, y liền giơ tay tế ra một chiếc đèn cổ màu đồng đỏ cao chừng nửa xích đồng thời lầm bầm tụng niệm chú ngữ. Phốc, cổ đang giấy lên ngọn đang diễm màu tím nhạt, đồng thời thân đèn xuất hiện vô số phù văn lớn bằng hạt gạo, nhanh chóng lượn lờ. Một luồng xương tím theo đó bốc lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một con cự hổ màu tím trông rất sống động. Cự hổ gầm rú một hồi sau đó lao thẳng về phía Hàn Lập. Nữ tử xinh đẹp đang đứng trên cột đá cho tụng niệm chú ngữ gì đó khiến cho đồng tử nổi lên một tầng hồng mang. Chỉ thấy y phục trên người nàng không gió mà bay, tựa như tiên nữ hạ phàm. Bắp thịt trên người đột nhiên co rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bàn tay mọc ra móng dài màu đen tạo thành bộ vuốt vô cùng dữ tợn. Da thịt trên khuôn mặt mỹ miều chảy xệ, chỉ còn lại một bộ hồng phấn khô lâu ả à ta nhẹ nhàng đáp xuống tốc độ nhanh đến kinh người trong thoáng chốc vô số tàn ảnh đã xuất hiện ở bên hàn lập một đạo chảo thủ chộp mạnh xuống không trung trên đầu họ hàn chấn động một đạo cốt trảo trắng ớn thò ra năm ngón tay như lưỡi đao sắc bén mang theo tiếng gió bén nhọn cùng sát khí xám trắng từ đó quét ra cốt trảo tựa như không bị hư ảnh huyết hải cản trở chút nào hàn lập đứng yên tại chỗ không nhúc nhích chỉ giơ tay lên ném một ngọn núi bay đi đập thẳng về phía cốt chảo. Oanh một tiếng, ngọn núi màu va phải cốt chảo lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Có điều cốt chảo cũng răng rác vài tiếng sau đó vỡ tung. Sát khí đầy trời theo đó tan thành mây khói, chỉ còn lại vô số vụn xương. Khi hồng phấn khô lâu đang định làm gì đó, thì một cỗ sóng khí tựa như bài sơn đảo hải đã ập tới trước mặt khiến cho thân thể của ả như liếu tơ trước gió, không thể chống cự mảy may, đâm sầm vào một vách núi, để lại một đống xương trắng. Đúng vào lúc này, tiếng hổ gầm truyền đến. Cự hổ màu tím phá không lao tới, há miệng phun ra cột sáng màu tím. Hàn lập vung tay thành chảo, một luồng man lực vô hình theo đó quét qua, cột sáng màu tím lập tức tan biến. Thế nhưng chảo lực vẫn không dừng lại, mà thuận thế chộp tới phần bụng của cự hổ. Chỉ thấy hai tay họ hàn nhanh như chớp giật, một tay giữ lấy phần đầu của đối phương, tay kia bắt được chân sau. Cơ bắp trên tay phồng lên, giống như hai cái kìm lớn, mặc cho cự hổ dẫy dạo điên cuồng cũng không thể xê dịch mảy may. Ngay khi Hàn Lập định giang tay xé đôi thân thể cự hổ thì mặt đất bóng lóe lên bốn đạo cự mâu màu đen, xuyên qua huyết hải cuồn cuộn, đâm tới ngực bụng của hắn. Bong một tiếng ngân vang, bốn thanh cự mâu như vừa va phải tường đồng vách sắc, bị lực phản chấn đẩy rụt về sau. Xoẹt xoẹt, một tiếng động kỳ lạ vang lên, đất đá nứt ra, để lộ một con nhện đen khổng lồ. Trên đầu của nó có hai hàng mắt trắng muốt, tám cái chân dài như ngọn giáo, dưới bụng còn có túi thịt lủng lẳng màu xám. Hàn Lập khẽ nhíu hai mắt, Phát hiện túi thịt kia bất ngờ chính là lão già lưng còng. Còn con nhện kia giống như một khối thịt thừa mọc ra từ lưng của lão, vô cùng quỷ dị. Nhện đen vừa hiện thân, đôi chân sắc bén đã lần nữa hành động. Trên đó nổi lên ánh sáng đỏ rực như máu, thoạt nhìn giống như một cái kéo lớn bị nung đỏ, kẹp thẳng đến cổ của Hàn Lập. Chỉ là lần này, Hàn Lập không hề cho nó nửa phần cơ hội. Hai tay vẫn nắm chặt cự hổ màu tím, thân thể lao xuống với khí thế vạn quân, chân phải quét ngang mà ra phanh một tiếng vang thật lớn hai cái chân trước của nhện đen bị đánh gãy thành từng khúc người nó còn bị cự lực trùng kích vang ra thật xa nện lên một bước tường đá sau đó còn bị cự thạch đè lên hàn lập vừa đáp xuống đất hai tay đã vận sức xé toạc cửa hổ thành hai nửa sự tình ngoài ý muốn xảy ra cửa hổ màu tím vỡ ra thành đám xương tím nhưng không tản đi mà lại bất ngờ bao vây hàn lập vào giữa Xương mù tản ra mùi hương đậm đặc kỳ lạ hiển nhiên là một loại độc được hiếm có với khả năng ăn mòn thần trí của tu sĩ ca ca liễu nhạc nhi nhìn thấy tình thế không ổn vội vàng kêu lên thất thanh hắc hắc thân thể mạnh mẽ thì sao chứ cũng không thoát khỏi thực hồn quỷ vụ của lưu trưởng lão bộ xương do hồng phấn khô lâu vỡ thành cách đó không xa run rẩy đứng lên trong miệng phát ra một hồi cười nhạo nào ngờ ả chưa nói hết chợt nghe âm thanh gào rú tê tâm phía liệt truyền đến từ đỉnh cách đó không xa chỉ thấy nam tử dâu tím lăn lộn trên đất vẻ mặt vô cùng thống khổ. Cổ đang lúc trước lúc này bị vứt sang bên, tử vụ do cửa hổ biến thành tán loạn, lộ ra thân ảnh của Hàn Lập. Chỉ thấy hắn vẫy nhẹ tay, cổ đăng liền bị đoạt lấy. Sau khi xem qua, họ Hàn liền cất nó vào túi chữ vật. Cùng lúc đó, tinh quang lóe lên, một đạo tinh ti thật nhỏ lóe lên chui ngược trở lại mi tâm của nam tử dâu tím. Chỉ thấy y xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang cổng trào bên trái hỏi to một câu. Vẫn chưa tìm được cơ hội đánh lén hay sao? Y vừa nói xong, một thân ảnh theo đó hiện ra, cấp tốc lui ngược về sau. Chính là cử hán một mắt nãy giờ vẫn chưa ra tay. Lúc này, quanh người gã là một bộ giáp gai xương, bàn tay nắm chặt một thanh cự phủ đỏ rực, thoạt nhìn hẳn là một kiện pháp bảo cực phẩm với uy năng không nhỏ. Sau khi đứng vững trở lại, gã ta chỉ cảnh giác nhìn lại hàn lập chứ không có ý định liều mạng xông lên. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy họ hàn hạ gục ba tu sĩ hợp thể, hơn nữa còn khiến đối phương không có khả năng chống trả. Và lại từ đầu, có thể thấy rõ hắn chưa tung ra hết sức của mình. Cảm giác bất lực khi đứng trước mặt đối thủ như thế này đã lâu lắm rồi gã mới gặp phải. Hàn lập nhìn thấy cự hán hiện thân lập tức thu hồi ánh mắt, quay người bước tới cổng trào trước mặt. Dựa vào nếp gấp trên y phục của hàn lập, có thể nhìn ra trọng lực do huyết hải tạo thành vẫn đang đặt hết trên người hắn. Tuy hắn di chuyển không nhanh nhưng không hề có cảm giác mệt nhọc miễn cưỡng. Đến trước cổng trào, hàn lập bỗng nhiên cong người ôm lấy một cây cột ở đó. Cánh tay phát lực nhấc bỗng nó lên mặt đất ầm ầm chấn động đầu lâu cửa quỷ bên trên tựa như sống dậy khuôn mặt lộ ra một tia hoảng sợ chỉ thấy toàn bộ cổng trào lắc lư bị nhấc càng ngày càng cao cuối cùng bị rút hoàn toàn ra khỏi mặt đất sau đó chỉ nghe đầu lâu cửa quỷ hét lên một tiếng ô quang xung quanh cổng trào bỗng nhiên co rút lại hóa thành một tấm lệnh bài màu đen rơi vào trong tay hàn lập huyết hải bao trùm phạm vi trăm trượng cũng theo đó rút đi không ít hàn lập cất lệnh bài đi sau đó tiến đến một cổng trào khác Lúc này, lão già lưng còng và nam tử dâu tím đã cùng bỏ dậy. Nữ tử hóa thành hồng phấn khô lâu cũng đã trở lại diện mạo xinh đẹp như trước. Bốn vị tu sĩ hợp thể của thiên quỷ tông lúc này chỉ biết trở mắt quan sát hàn lập phá đi từng cái cổng trào. Vẻ mặt vô cùng phức tạp nhưng đều vô cùng ăn ý không hề ra tay ngăn cản. Bọn họ đều không nói một lời, tựa như đang chờ đợi gì đó. Sau nửa nén hương, sau khi thu hồi tấm lệnh bài cuối cùng, hàn lập đột nhiên khẽ nhướng mày, khuôn mặt hiện lên một tia dị sắc. Cuối cùng cũng đến, sau khi thì thào một tiếng, hắn chợt há miệng phun mạnh một cái. Phần phật, lượng lớn hỏa diễm tuôn ra, chính là ma diễm bị hắn thôn phệ lúc trước. Ma diễm phóng lên trời, tụ lại giữa không trung thành từng đám mấy lửa xoay tròn như bánh xe sau đó hợp thành bốn con hỏa mảng dài chừng vài trượng chia ra tấn công đám người đại hán dâu đỏ. Bốn người thấy vậy lập tức sợ hãi, đồng loạt tế ra vài kiện pháp bảo phòng ngự, bảo vệ bản thân. Chương 55: Đàm phán. Bốn gã tu sĩ hợp thể kỳ mặc dù liên tiếp tế ra rất nhiều thủ đoạn phòng ngự, nhưng sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bốn đầu hỏa mãng màu đen chỉ khoảng 3 bốn trượng, nhưng lại được tạo nên từ việc áp xúc tất cả cửu thiên ma diễm ở trong cốc. Thân là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Quỷ Tông, bốn gã là cái biết rõ sự lợi hại của loại ma diễm này. Mặc dù là tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng phải chịu không ít đau khổ. Bọn hắn thực không nghĩ tới có một ngày phải nếm trải cảm giác thân hãm cửu thiên ma diễm. Vào thời khắc này đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Một đạo bạch quang lóe lên xuất hiện bên trong hạp gốc, nhập lại rồi lại phân ra làm bốn hạ xuống, tốc độ cực nhanh, dường như thuấn di xuất hiện trước mặt bốn gã. Rõ ràng là bốn đạo kiếm quang óng ánh lóng lánh lấp lánh. Kiếm quang chấp động, quay tít một vòng, hóa thành một vòng ánh sáng có đường kính hơn một trường. Hầu như sau một khắc, bốn đầu hỏa mãng vừa đánh tới. Oanh long long một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Mặt ngoài của bốn vòng sáng do kiếm quang tạo thành bốc cháy giạt rào, từng vòng chấn động lan ra hư không xung quanh. Bốn đầu hỏa mãng màu đen hung hăng lao tới, lại trong nháy mắt tiêu tán, biến thành từng cỗ khói đen tán loạn. Không trung ở trên hạp cốc chấn động, xuất hiện một gã nam tử hơn 40 tuổi ngũ quan đoan chính, dung mạo nho nhã, hai hàng lông mày như kiếm làm cho người ta có cảm giác sơ sắc tiêu điều, điều. Bốn đạo kiếm quang óng ánh lần nữa hóa thành bốn đạo bạch quang lóe lên quay về, chui vào trong cơ thể nam tử kia đoàn sư thúc nam tử dâu tím buông lỏng tinh thần chứng kiến thân ảnh giữa không trung lập tức đại hỷ hàn lập đứng im tại chỗ đồng tử hơi co lại nhìn thẳng đối phương người tới không cần giới thiệu cũng biết là đoàn nhân ly một trong hai gã đại thừa của thiên quỷ tông đoàn nhân ly quét mắt nhìn bốn phía thấy ma diễm cốc cấm địa của tông môn bị tàn phá bốn gã tu sĩ hợp thể thì chật vật thần sắc không thay đổi nhưng khóe mắt hơi quắp lại một cái đầu của hắn hơi hơi cúi xuống nhìn hàn lập cũng không thấy gã có bất kỳ hành động nào, chỉ là duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay chỉ xuống phía dưới. Năm ngón tay của gã đột nhiên trở nên óng ánh dị thường, linh quang ở đầu ngón tay chấp động liên tục. Vù vù âm thanh liên tiếp vang lên, từng đạo bạch quang bay ra từ năm ngón tay, nhao nhào đón gió biến lớn, sau đó biến thành hơn trăm thanh bạch cốt phi kiếm dài hơn trượng mang theo tiếng rít lao tới chỗ Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, chỉ có một tay hơi bấm niệm pháp quyết, lập tức trong cơ thể vang lên từng tiếng nổ trầm thấp, thân hình đột nhiên lớn thêm một phần. Bên ngoài thân thể, kim quang đại phóng, từng miếng lân phiến màu vàng mọc ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Vô số cốt kiếm màu trắng ngay lập tức bay tới, đánh vào cơ thể hắn, bộc phát ra hào quang vàng trắng giao nhau, vang lên âm thanh như mưa rào. Từng vòng sóng khí lan tràn ra xung quanh, quét tới bốn phương, hư không mười trượng xung quanh liên tiếp xuất hiện ánh chớp nhỏ quỷ dị màu trắng bạc. Cùng lúc đó, trên khung trung gần trăm trượng chấn động, xuất hiện một tòa tiểu ấn, nhanh chóng biến lớn như một tòa lầu các, kéo theo vạn đảo hắc quang giáng xuống từ trên trời. Chưa thực rơi xuống, một cỗ linh áp khủng bố làm người hít thở không thông khiến cho hư không vặn vẹo, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tòa ấn dừng lại cách mặt đất khoảng hơn một trượng, không cách nào hạ xuống được nữa. Vừa rồi tuy rằng nam tử thi triển hai loại thần thông, nói thì chậm nhưng thực chất cũng chỉ hai ba cái hô hấp, lúc này bạch quang thu lại lộ ra tình hình phía dưới. Chỉ thấy Hàn Lập vẫn đứng vững vàng, không chút tổn hao, cánh tay phải được phủ đầy kim lân đang nâng tỏa ấn màu đen kia, hai chân hắn lún vào mặt đất, xung quanh nứt ra từng khe hở dài hẹp. Hắn nhìn đoàn nhân ly trên không trung, nhếch miệng cười, lộ ra hàm trắng như tuyết, cánh tay phải vừa động. Một tiếng đinh tai nhức óc lập tức vang lên, tòa ấn nặng như thái sơn lại giống như mảnh gỗ bị hắn ném đi, lấy một tốc độ không thể tin nổi bay ra ngoài, không thấy bóng dáng. Hai chân hắn đạp một cái, bay lên trời, một cái chấp động liền xuất hiện quỷ dị trước người đoàn nhân ly không xa, một cánh tay mơ hồ đánh ra một quyền về phía đối phương. Người này thấy thế mặt vẫn không đổi sắc chỉ là hiếp hai mắt lại. Nhưng lúc này, hư không sau lưng hàn lập lóe lên, một cái vòng tròn màu bạc im hơi lặng tiếng hiện ra. Hắn dường như đã biết trước, nhanh chóng quay người lại, nhẹ nhàng chặt một chặt, vòng tròn bị chảm làm hai. Xuất hiện một màn quỷ dị, hai đoạn vòng bạc hiện lên phù văn, đột nhiên tiêu thất vào hư không sau một khắc lại xuất hiện quỷ dị hai bên thân Hàn Lập. Leng keng một tiếng vang nhỏ, Hàn Lập chỉ cảm thấy thân thể bị siết chặt, hai đoạn vòng màu bạc đột nhiên hợp lại, lần nữa hóa thành một vòng tròn nguyên vẹn, khóa cơ thể của gã lại. Linh quang trên vòng tròn đại thịnh, đột nhiên thu nhanh lại, truyền đến tiếng cọ sắt cọt kẹt với kim lân, bắn ra tia lửa. Thân thể của hắn dường như sẽ bị cố cự lực này trực tiếp nghiền nát vậy. Ca ca, Liễu Nhạc Nhi sớm đã trốn đến một góc của hạp gốc, thấy tình hình như vậy, lập tức kinh hô, đám người nam tử dâu tím thấy thế thì vui vẻ trong lòng. Hàn lập không kinh hoàng chút nào, lúc này cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lần nữa vang lên tiếng nổ đùng đùng ngực, bụng bỗng hiện lên năm quang điểm màu lam, cơ bắp khắp cơ thể phồng lên, thân thể lại lớn thêm một phần nữa. Hắn khẽ động hai tay, mặt ngoài của vòng tròn màu bạc hiện ra vô số phù văn điên cuồng nhảy lên, giặc giặc một tiếng, vòng tròn vỡ vụn. Đoàn nhân ly lúc này mới có biểu hiện ngưng trọng, thân hình cấp tốc lùi lại phía sau, hai tay áo rung động tựa hồ muốn thi triển thần thông nào đó. Sau một khắc, gã đã lui lại hơn trăm trượng, nhưng sau lưng hắn đột nhiên lóe lên thân ảnh Hàn Lập, không nói hai lời, đánh ra một quyền. Nắm đấm lập lòe kim quang, phảng phất được đúc từ vàng ròng, những nơi quyền phong đi qua, kéo lên một đạo vết rách trong hư không. Đoàn nhân ly mãnh liệt quay người, há mồm phu ra một đoàn huyết vân, ngưng tụ hóa thành một huyết sắc quang thuẫn, ngăn cản trước người. Oanh một tiếng, một quyền của Hàn Lập đánh lên huyết thuẫn huyết thuẫn lõm vào, sau đó bạo liệt, nắm đấm trực tiếp xuyên thủng lồng ngực đoàn nhân ly. Nhưng hắn không vui vẻ chút nào, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy toàn thân đoàn nhân ly trong nháy mắt tan biến giống như bọt biển, toàn bộ người hóa thành một khung xương màu trắng, mắc vào cánh tay của Hàn Lập. Hư không ngoài trăm trượng chấn động, thân ảnh đoàn nhân ly hiện ra, thoạt nhìn như không hao tổn gì, nhưng sắc mặt có chút trắng. Biến cố xảy ra liên tiếp khiến cho đám người nam tử dâu tím không khỏi liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Thật không thể tin nổi, ta bế quan có vài trăm năm, bản giới lại xuất hiện một vị lực tu có thể so với đại thừa kỳ. Còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của các hạ, đoàn nhân ly đánh giá hàn lập, dường như xác nhận lại suy nghĩ của bản thân, chậm rãi nói ra. Đoàn đạo hữu quá khen, tại hại họ hàn tên lập. Hàn lập mỉm cười, đem khung xương tùy ý ném qua một bên, kim lân quanh thân từ từ tán đi, cũng không tiếp tục ra tay. Nguyên lai like là hàn đạo hữu Bất quá các hạ đã có thực lực cường đại tại sao lại đến thiên quỷ tông sinh sự, lấy lớn hiếp nhỏ. Đạo hữu phải cho ta một cái công đạo chứ. Thanh âm đoàn nhân ly bỗng nhiên trầm xuống. Hắc hắc, thiên quỷ tông quả nhiên giỏi ăn nói. Các người bắt người của ta trước, sau lại thi triển bí thuật cưỡng ép truyền tống đến nơi này, ta mới phải là người đòi công đạo chứ. Hàn lập co giật khóe miệng một cái, cười lạnh nói. Đoàn nhân ly nghe vậy, ngẩn ra, ánh mắt nhìn tới nam tử dâu tím nói. Đã xảy ra chuyện gì, mấy người nhìn nhau ba người còn lại đều nhìn về phía nam tử dâu tím bẩm đoàn sư thúc ta thu được thông tin đưa tới có người từ tiện xông vào sơn môn liền đi ra thì gặp chuyện này vị này hàn đạo hữu thần thông lợi hại liền thúc giục cấm chế đem truyền thống đến tận đây về phần người này vì sao tới thiên quỷ tông còn chưa biết nguyên nhân nam tử dâu tím trần trừ một chút nói lập tức điều tra việc này đoàn nhân ly nghe vậy nghiêm túc phân phó vâng nam tử dâu tím vội vàng đáp ứng bay ra ngoài hạp gốc đoàn nhân ly nhìn hàn lập không nói hàn lập nhìn xuống liếu nhạc nhi ánh mắt ý bảo không cần lo lắng liền nhàn nhạt cười nhìn đối phương ước chừng thời gian một nén nhang nam tử dâu tím đã quay lại cung kính truyền âm với đoàn nhân ly đoàn nhân ly khẽ cao mày lập tức khôi phục như thường nam tử dâu tím vội vàng lui qua một bên nguyên lai hàn đạo hữu đến từ lãnh diễm tông đoàn nhân ly ngẩng đầu nhìn hàn lập chậm rãi nói ra không sai hàn lập thản nhiên nói không nghĩ tới quý tông kín kẽ như vậy, xuất hiện một vị lực tu cường đại mà chưa bao giờ lộ ra phong thanh, thật đúng là điều đáng mừng. Đoàn nhân ly chớp mắt, có chút ngoài cười trong khóc mà nói. Đoàn đạo hữu chưa nói chuyện khác thì tốt hơn, hàn lập cười nhạt một tiếng nói. Sự tình cơ bản đã rõ, các hạ cùng một gã ngoại môn trưởng lão có chút ân oán, mọi sự sau đó đều là hiểu lầm. Nếu như người nọ đã chết, sự tình cũng rõ, ta và đạo hữu nếu tiếp tục đánh, chẳng được gì cả. Không bằng dừng tay, Ta cho người tiến đưa đạo hữu cùng đồng bạn Ly Khai, như thế nào?" Đoàn Nhân Ly trầm mặc một lát rồi nói: "Hiện tại, Hàn Lập tu vi không cao nhưng hiển nhiên vận dụng thủ đoạn nào đó ẩn tàng thực lực, hôm nay một vị đại thừa khác không ở tông môn, nếu tiếp tục đánh cái được không bù nổi cái mất. Nếu đổi lại là các hạ, vô duyên vô cớ bị đưa tới tông môn, bị toàn bộ lực lượng tông môn vây công, sau đó chỉ một câu hiểu lầm đã muốn như không có chuyện gì xảy ra sao, đoàn đạo hữu sẽ đồng ý chứ?" Hàn Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, cười mà như không cười nói. chương 56, thiên quỷ xuất thế, các hạ nói ra điều kiện của mình đi, đoàn nhân ly hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên dị quang. Một trăm cân âm thần thạch đã qua tinh luyện, hàn lập mỉm cười, trả lời không chút do dự, hắn vừa nói xong, toàn bộ sơn cốc lập tức rơi vào tình huống an tĩnh khó tả. Âm thần thạch, còn muốn một trăm cân, phá hủy đại trận cấm chế của, nhiễu loạn cấm địa của bản tông, bây giờ còn dám đưa ra yêu cầu trắng trợn đến vậy. Si tâm vọng tưởng, sau một thoáng trầm mặc, đoàn nhân ly còn chưa lên tiếng, bốn người nam tử dâu tím đã đua nhau lớn tiếng thoá mạ, ngữ khí trần đầy giận dữ. Công phu sư tử ngoạm của đạo hữu quả thật đáng nể. Mỗi quạng âm thần thạch một năm cũng chỉ có thể tinh luyện một cân âm thần thạch mà thôi. Hàn đạo hữu một hơi yêu cầu cả trăm cân, không thấy quá đáng hay sao? Đoàn nhân ly sắc mặt không đổi thế nhưng ngữ khí đã thêm một phần băng lãnh. Hàn mỗ không cho rằng thiên quỷ tông trải qua lịch sử lâu đời như vậy mà ngay cả chút âm thần thạch này cũng không bỏ ra nổi. Hàn lập cười nhạt một tiếng rồi nói, xem ra các hạ vốn dĩ chủ tâm sinh sự, nếu không tình nguyện rời đi vậy hãy lưu lại nơi này vĩnh viễn. Đoàn nhân ly trở nên dữ tợn giống như đã bị thái độ của Hàn lập chọc giận hoàn toàn. Vừa dứt lời, người y đột nhiên hiện ra mảng lớn huyết quang, chiếu rọi chung quanh đỏ rực một mảnh. Đồng thời, linh áp khủng bố tản ra khiến cho mọi thứ trở nên trì trệ y há miệng phun ra một lá cổ phiên huyết hồng dài chừng mấy tấc. Lá cờ xoay tít một vòng, sau đó đột nhiên phóng lớn. Sát khí lượn lờ, hiện rõ đồ hình cự quỷ hai sừng giữ tợn mặt xanh nhanh vàng, hai mắt nhắm nghiền. Theo từng chàng chú ngữ kỳ lạ, huyết quang trên mặt cự phiên lưu truyền, nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Đầu quỷ giữ tợn há to cái miệng đỏ lòm như huyết thố, bắn ra một đạo huyết quang khí thế hùng hổ cuồn cuộn bay tới Hàn Lập. Hào quang chưa đến, mùi máu tanh tưởi đã tràn ngập hẻm núi, khiến cho nhiệt độ chung quanh bất chợt hạ đi mấy lần. Hàn Lập thấy vậy, thân hình ở giữa không trung chỉ thoáng lui về phía sau tiếp đó thình lình hóa thành hư ảnh, khiến cho hào quang màu máu vổ hụt. Sau một khắc, sau lưng đoàn nhân ly bất chợt phát sinh chấn động. Họ Hàn bỗng nhiên xuất hiện, nắm đấm phủ đầy lân phiến vàng nhạt hóa thành vô số hư ảnh đánh ra, tựa như hàng trăm nắm đấm bộc phát trong nháy mắt. Trong chốc lát, tiếng giết đại tác, cự lực kinh người nương theo quyền ảnh bạo xuất, những nơi mà nó đi qua, hư không tựa như bị đánh nứt gãy. Đối mặt với công kích kinh người như vậy thế nhưng đoàn nhân ly chỉ duỗi một ngón tay ra, tuy chậm mà nhanh chỉ tới cự phiên màu máu trước người. Mặt cờ lập tức phun ra mảng lớn xương máu, tạo thành huyết vân bao trùm phạm vi mấy chục trượng quanh người lão, thân ảnh như ẩn như hiện. Quyền ảnh màu vàng rơi xuống như mưa lại như đánh vào bịch bông. Uy năng lớn lao ẩn chứa bên trong tựa như châu đất xuống biển, biến mất không chút tâm tích, vô cùng quỷ dị. Hơn nữa, một đạo quyền ảnh chui vào lại khiến huyết phân tựa như lớn thêm mấy phần hàn lập khẽ nhíu đôi mày lập tức thu hồi cánh tay thân thể hóa thành một đạo hư ảnh bắn ngược về sau huyết phân tràn ngập chung quanh lập tức sóng lớn tràn đê nhanh chóng lan ra hai bên từ đó ngưng tụ thành một vòng xoáy huyết sắc từng vòng từng vòng khí lãng tản ra như một cơn lốc khiến cho không gian xung quanh cũng phải vặn vẹo biến hình tiếng ầm vang liên tiếp hàn lập cảm thấy không khí bốn phía siết chặt một luồng sức mạnh to lớn tuôn ra từ bốn phía khiến cho thế lui của hắn có chút chậm lại nhưng vào lúc này hai mắt của cự quỷ trên mặt cổ phiên bỗng nhiên mở ra tựa như hai vầng thái dương lóe hiện cực kỳ trói mắt khiến cho người ta không dám nhìn thẳng hàn lập chỉ kịp cảm thấy hoa mắt tiếp đó cảnh vật bốn phía thình lình trở nên mơ hồ sau đó hắn đã xuất hiện bên trong không gian huyết sắc một cách quỷ dị thiên không trên cao cũng trở nên đỏ quạch phía dưới lại là huyết hải vô tận mặt biển phiêu đãng một tầng huyết vụ hơi mỏng, tản mát một mùi tanh tưởi hôi thối. Động thiên chi bảo, Hàn Lập tỏ vẻ kinh ngạc, không ngờ người cũng có chút hiểu biết, không sai, xích huyết thiên quỷ phiên vốn là một kiện động thiên chi bảo, cũng là bí bảo chấn tông của bổn môn. Hôm nay có thể táng thân ở đây, cũng xem như là phước đức ba đời của người đó. Đoàn nhân ly vận áo bảo đen, chắp tay lơ lửng giữa không chung. Y phục tung bay, quanh người lượn lờ xương máu. Thật vậy sao? Hàn lập lãnh đạm hỏi lại một câu hắn vừa nói xong, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên từng tràng quỷ khóc. Âm thanh vang lên liên tiếp tựa như vô số quỷ vật điên cuồng vẫy gọi. Mí mắt hàn lập nặng chiếu, tâm trí chẳng ngờ có hút hốt hoảng, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khát máu bực bội giống như chỉ có bằng cách lập tức xông lên phía trước, chém giết quỷ vật mới có thể tiêu giảm. Không chút trần chờ, họ hàn lập tức bấm niệm pháp quyết, thúc giục một luồng lực lượng thanh lương vọt ra từ chỗ đan điền, trong nháy mắt chảy kỳ kinh bát mạch ý niệm điên cuồng trong đầu nhanh chóng biến mất không chút tâm tích mà tiếng quỷ khiếu cũng lặng đi vô ảnh vô tung đoàn nhân ly chứng kiến hàn lập chỉ bị ảnh hưởng một chút sau đó lập tức khôi phục như thường trong lòng không khỏi kinh ngạc huyết phụ mê hồn tỏa ra từ huyết hải phiên tụ tập oán niệm của thiên hồn vạn quỷ đủ để mê hoặc tâm trí người khác dẫn phát sát niệm cùng dục vọng ở đáy lòng tu sĩ dù là bản thân y dưới tình huống không phòng bị cũng nhất định lạc vào trong đó vậy mà tên lực tu trước mắt lại không bị ảnh hưởng chút nào chẳng lẽ thần thức của hắn còn mạnh mẽ hơn y hay sao kể từ đó sát chiêu mà họ đoàn chuẩn bị cũng không cách nào thi triển mà lúc này tinh quang trong mắt hàn lập chớp lên thân thể mơ hồ bắn ra lao thẳng đến vị trí của đối thủ trước mặt đoàn nhân ly hừ lạnh một tiếng bấm niệm pháp quyết oanh huyết hải bên dưới quay cuồng kịch liệt bỗng nhiên dâng lên sóng máu khổng lồ giúp y biến mất vô ảnh vô tung hàn lập thấy vậy liền dừng lại ngay giữa không trung hai mắt hắn nhắm chặt thần thức cường đại tỏa ra không gian ở đây dường như vô hạn vô biên, huyết hải bên dưới lại vô cùng quỷ dị, dựa vào thần thức của hắn mà chỉ có thể xâm nhập vài chục trượt, chứ đừng nói tìm ra được vị trí của đối phương. Sau khi suy nghĩ một chút, họ hàn thi triển thần thông minh thanh linh mục, con người lóe hiện lam mang. Lập tức, mấy chục trương bên dưới đều trở nên rõ ràng. Có điều khi nhìn xa hơn nữa, cảnh vật lại trở nên mơ hồ, không thể nhìn rõ. Ngay lúc hắn ăn vào một gốc vân hạc thảo, Thôi động phân nửa linh lực trong cơ thể quán chú vào đôi mắt để thi triển toàn bộ thần thông linh mục thì dị biến đột nhiên xảy ra. Mặt biển huyết sắc đột nhiên quay cuồng kịch liệt, hình thành vòng xoáy khổng lồ, bên trong ẩn ẩn truyền đến âm thanh trầm thấp. Hàn Lập thấy vậy, không chút do dự lao vút đi hơn trăm trượng rồi mới cúi đầu nhìn xuống hết thảy. Trung tâm vòng xoáy nổi đầy bọt nước, một bộ hài cốt khổng lồ từ đó trồi lên. Bộ xương này cao chừng trăm trượng, xương cốt toàn thân có màu đỏ rực giống như được chế tác từ huyết ngọc, phía trên minh ấn vô số phù văn. Trên hộp sọ lớn như quả núi, chính giữa hai cái sừng cong cong là nguyên anh đỏ sậm nhắm mắt xếp bằng, ngũ quan gần như giống hệt đoàn nhân ly. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nheo lại. Nguyên anh bỗng nhiên mở to mắt, há miệng phun ra bảy đám tinh huyết. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng vang lên chú ngữ khó hiểu. Tinh huyết nổ vang, hóa thành bảy luồng huyết vụ mềm dẻo như linh xà. Theo tiếng thét truyền ra từ miệng Nguyên Anh, huyết vụ tản mát huyết quang quỷ dị. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, huyết quang đột nhiên trầm xuống, chui vào bên trong hộp sọ của bộ xương. Hốc mắt trống rỗng trong bộ xương to lớn đột nhiên hiện ra hai đoàn huyết quang. Phù văn trên người bộ xương bỗng nhiên sáng lên, vòng xoáy truyền ra huyết quang sền sệt, giống như một đạo cột máu xoắn ốc phóng thẳng lên trời, bao phủ toàn bộ hài cốt. Xuyên qua cột máu, có thể thấy được kích thước của nó không ngừng tăng lên. Cột máu như thủy triều rơi xuống, hai cốt to lớn biến mất không còn tâm thích, thay vào đó là quỷ vật đáng sợ lớn hơn trăm trượng, mặt xanh nhanh vàng, trên đầu mọc ra cặp sừng cực lớn. Hai mắt đỏ như máu, toàn thân mọc đầy lông tóc đỏ quạch. Tứ chi dài hơn người thường rất nhiều, sau lưng là bộ cánh rơi tím đen. Quỷ vật vừa mới hiện thân, ba động trên người liền khiến không khí chung quanh run rẩy kịch liệt. Đây chính là U Minh Xích Huyết Thiên Quỷ trong truyền thuyết. Ngược lại có có chút ý tứ, Hàn Lập quan sát cự quỷ trước mặt, trong miệng thì thào một tiếng. Xoẹt, Xích Huyết Thiên Quỷ khẽ nhấc một tay, lòng bàn tay hiện ra mảng lớn hỏa diễm huyết sắc chộp thẳng về phía Hàn Lập. Đỉnh đầu họ Hàn tối sầm lại, một đạo quỷ trảo lớn gần máu hiện ra. Quỷ trảo quấn đầy huyết diễm nóng rát, hung hăng vồ xuống. Cự trảo chưa đến, một luồng kình phong đã đè ép xuống, khiến cho huyết hải chung quanh dậy sóng kịch liệt. Hàn Lập đưa tay đấm mạnh lên không, ầm, hứng chịu man lực vô hình, quỷ trảo lập tức vỡ vụn, hóa thành tàn diễm đầy trời. Hàn lập cũng phải đạp lui mấy bước mới có thể đứng vững trở lại, ánh mắt có chút kinh ngạc. Uy năng ẩn chứa bên trong cự chảo huyết sắc lớn đến kinh người, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tàn Diễm bạo liệt cũng không biến mất mà bỗng tụ lại, hóa thành huyết đoàn lớn chừng mấy trượng, vây chặt Hàn lập vào giữa. Họ Hàn chưa kịp phản ứng đã thấy Quỷ Vương vẫy tay một cái, vòng tròn màu máu lập tức trói gô hắn lại, bị quỷ chảo huyết sắc bắt gọn vào tay, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, xem người chạy được đi đâu. Xích huyết thiên quỷ nhe răng cười một tiếng, một đạo quỷ trào khác đã theo đó ập đến. Hàn lập cảm thấy một luồng sức mạnh rời núi lấp biển sông tới khiến xương cốt toàn thân vang lên ken két. Lấy trình độ nhục thân của hắn cũng có chút không chịu nổi. chương năm 17, kinh chập biến. Xích huyết thiên quỷ thấy lực lượng đủ bạt sơn chấn hải của mình không bóp vỡ được hàn lập, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Hư, không biết tự lượng sức mình, nó gầm lên một tiếng, bên ngoài thân hiện lên từng đám huyết văn vừa thô vừa to, hai tay đột nhiên phồng to lên một phần, lần nữa dùng hết toàn lực hung hăng nắm vào, lực lượng bài sơn hải đảo tiếp tục ép xuống. Thế nhưng hành động này chỉ khiến Hàn Lập nhăn mặt đôi chút vì đau đớn còn thân thể hắn vẫn như một khối tinh thiết, mặc nó dùng sức như thế nào cũng có thể bóp vỡ. Nhưng vào lúc này, một đoàn kim quang bộc phát trên thân Hàn Lập, bên ngoài thân thể hắn liện lên từng miếng lân phiến màu vàng nhạt, phần ngực bụng hiện lên năm đoàn ánh sáng chấp động màu lam. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vùng mạnh, tạo nên sức mạnh lớn gấp mấy lần lực lượng của thiên quỷ. Xích huyết thiên quỷ cả kinh, mười đầu ngón tay của nó đang bị Hàn Lập đẩy ra từng chút một. Chỉ thấy thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, hóa thành một đạo kim ảnh lao ra khỏi quỷ trảo, trên đường phi hành nhanh chóng biến lớn. Toàn thân kể cả bộ mặt hắn nhanh chóng mọc ra lông mau thô cứng màu vàng kim óng ánh, hai khỏa răng nhanh trắng như tuyết mọc ra từ trong miệng. Trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một đầu cự viên màu vàng cao hơn 10 trượng. Một cỗ khí tức bạo ngược tản ra xung quanh, lại có chút khí tức hung thần vần quanh thân thể của hắn. Đây là, sơn nhạc cử viên trong truyền thuyết, xích huyết thiên quỷ có chút ngoài ý muốn, hàn lập biến thành cử viên, thân hình nhoáng một cái đứng lại trong không trung hơn trăm trượng, hai tay đấm vào lồng ngược, cảm thụ được lực lượng tràn đầy trong cơ thể, phát ra một tiếng thét dài. Tuy rằng nguyên anh của hắn bị phong ấn, bất quá trong cơ thể luyện hóa nhiều loại chân linh huyết mạch. Lúc này thân thể đã được khôi phục vì vậy rốt cuộc có thể sử dụng kinh chập bí quyết lần nữa thi triển ra môn thần thông này khiến nội tâm Hàn Lập có chút xúc động. Khó trách người có thần lực kinh người, thì ra có quan hệ với chân linh này. Thật sự tìm hoài không thấy, người lại tự dẫn tới cửa. Một khi xích huyết quỷ phiên có được tinh huyết chân linh để tế luyện lần nữa, đẳng cấp của nó nhất định tăng lên một bậc, uy năng bạo tăng. Xích huyết thiên quỷ giữ tợn cười lớn một tiếng, thân hình cực lớn bay nhào tới. Hữu chảo nhanh chóng nắm thành quyền, một nắm đấm cỡ tòa phòng ốc đập tới cự viên, bộc phát ra hào quang màu đỏ như máu ở xung quanh cự viên màu vàng ngừ lạnh một tiếng đồng dạng đánh ra một quyền bộc phát ra mảng lớn kim quang ở xung quanh nắm đấm hai nắm đấm lớn nhỏ không đều ầm ầm đụng vào nhau một tiếng nổ sơn băng điện liệt truyền ra vang vọng cả phiến thiên không dẫn tới huyết hải phía dưới cuồn cuộn sóng máu ngập trời thân thể xích huyết thiên quỷ chấn động bị đánh bay ra ngoài cánh tay phải nổ tung huyết nhục văng tứ tan hóa thành huyết vụ lộ ra xương tay óng ánh như ngọc Dầm dầm, thiên quỷ bị đánh nhập vào huyết hải, nhấc lên trận trận sóng máu ngập trời. Cự viên màu vàng chỉ hơi động một chút liền ổn định thân hình, cúi đầu nhìn xuống dưới. Mặt biển cuồn cuộn một chút rồi khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Nhưng sau một khắc, oanh một tiếng vang thật lớn, huyết hải sau lưng cự viên nổ tung, cuồn cuộn sóng máu nổi lên, xích huyết thiên quỷ bay ra từ bên trong, cánh tay lúc trước vỡ vụn đã được khôi phục, hai mắt huyết quang đại thịnh, tựa hồ đã bị kích động toàn bộ hung tính trong người. Chỉ thấy nó chộp vào hư không, mảng lớn sóng máu cuồn cuộn nhấc lên, ngưng tụ thành một thanh trường mâu màu máu dài ba bốn mươi trượng. Huyết sắc trường mâu được nó nắm trong tay, tiếp theo cánh tay vừa động, cự mâu đánh tới cự viên màu vàng đang đứng giữa không trung. Cự viên bóng quay đầu lại, không lùi mà tiến, một bàn tay phủ đầy lông vàng đưa ra, giống như một cái quạt bồ hương cực lớn dáng từ trên trời xuống, đập tới trường mâu. Phanh một tiếng vang thật lớn, huyết sắc trường mâu vừa mới hình thành không lâu liền bị đập tan vỡ vụn thành từng khúc, lần nữa hóa thành một đoàn huyết tương. Xích huyết thiên quỷ giật mình, chưa kịp tránh né, cự viên màu vàng đã xông tới trước người chưa tới trăm trượt, hai nắm đấm màu vàng mơ hồ hạ xuống. Thiên quỷ không chịu yếu thế, nâng cánh tay trái lên không trung đón đỡ. Một tiếng vang thật lớn, thân thể cực lớn của nó bị đánh trúng, bay rất ra ngoài, nửa người bên trái huyết nhục mơ hồ, dường như tất cả đều bị chấn vỡ, lộ ra cốt cách óng ánh. Ngay tại thời điểm cự viên gầm nhẹ, chuẩn bị tiếp tục đuổi tới huyết hải phía dưới nổi lên dị biến huyết hải mãnh liệt nhấc lên một con sóng lớn vặn vẹo biến hình hóa thành con huyết long cực lớn vô cùng dữ tợn huyết long mở rộng miệng khẽ hợp lấy xu thế xét đánh nuốt cự viên vào bụng tiếp theo huyết long dương nhanh múa vuốt bay lượn phía trên huyết hải thân hình nó dài hơn trăm trượng huyết quang lưu chuyển toàn thân toát ra cuồn cuộn huyết vụ cách đó không xa thiên quỷ đã ổn định lại thân hình phù văn chấp động bên ngoài thân thể của nó Từng đạo tia máu sền sệt bay ra từ huyết hải tiến vào phần thân bên trái của nó. Lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thân thể của nó đang khôi phục không ngừng. Mắt thấy cự viên bị huyết long nuốt vào trong bụng, nó nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ tối nghĩa. Hai mắt cự long lóe lên huyết quang, thân thể cực dài cuộn tròn, trong nháy mắt hóa thành một huyết cầu cực lớn. Mặt ngoài hiện lên huyết quang chói mắt, chợt hiện chợt tắt, thể tích cũng nhanh chóng phát triển lớn. Xích huyết thiên quỷ vừa dừng pháp quyết, trong miệng phát ra một chữ phá. Mọi việc kể rõ thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh, huyết cầu cực lớn bị vô số tơ vàng xuyên thủng từ trong ra, mãnh liệt khuấy đảo, ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo kim quang bắn ra từ bên trong, phóng tới chỗ thiên quỷ. Kim quang bao bọc bên trong là cử viên do Hàn Lập biến thành. Hắn vừa mới bay ra ngoài khoảng 2-3 trượng, oanh một tiếng long trời lở đất, huyết cầu cực lớn nổ tung, hóa thành vầng sáng huyết sắc khổng lồ, lóe lên rồi khuếch tán ra xung quanh. Từng vòng sóng khí ngập trời hiện ra, cuồng phong gào thét, quét sạch diện tích hơn 10 dặm, mặt biển hiện ra sóng dữ cuồn cuộn. Thậm chí hư không xung quanh cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, dùng mắt thường có thể quan sát được. Cự viên màu vàng tuy rằng kịp thời lao ra, nhưng vẫn bị liên lụy một ít, bộ lông màu vàng óng bị hao tổn mấy chỗ, nhìn qua được vài vết thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nếu không nhanh lao ra ngoài, mặc dù lấy cường độ thân thể của hắn, khó tránh khỏi đại thương nguyên khí. Xích huyết thiên quỷ nhìn thấy cự viên bay về phía mình, cánh rơi sau lưng lập tức dương ra, quạt một cái. Thân hình khổng lồ hóa thành một vùng huyết ảnh mơ hồ nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách với đối thủ. Sức mạnh của cự viên đã vượt xa tưởng tượng của nó, vì vậy nó cũng không muốn trực tiếp giao phong với đối phương. Hàn lập biến thành cự viên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Cự viên vốn lấy man lực làm chủ, tốc độ quả không bằng đối phương, căn bản không thể đuổi kịp. Trong lúc đó, thiên quỷ giết lên phốc phốc thanh âm vang lên, xung quanh cử viên, từ dưới huyết hải nhô lên mấy cái huyết trụ, tiếp thép từng đạo huyết ảnh từ trong sông ra, rậm rạp chằng chịt, có tới mấy trăm đạo lao tới cử viên. Đó là từng con huyết sắc quỷ vật, đầu mọc sừng, hai mắt xanh biếc, mười ngón sắc nhọn, huyết vụ lượn lờ quanh thân. Thân hình cử viên dừng lại, kim quang quanh thân đại phóng, thân thể cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, bị huyết vụ xung quanh bao phủ. Sau một khắc, một tiếng kêu to rõ ràng truyền ra, tiếp theo vạn đạo thanh mang trói mắt phá tan huyết vụ mà ra. Vô số cuồng phong màu xanh lăng không hiển hiện, đem huyết vụ xung quanh lần nữa thổi bay. Vèo, một đạo thanh ảnh cự đại bắn ra, nhưng là một đầu chim lớn màu xanh. Thân chim chừng bảy tám trượng, lông chim trên thân hiện ánh sáng màu xanh, đầu mọc hai màu, hai cánh rộng thùng thình, so với thân thể còn dài hơn không ít. Ba sợi lông vũ ở đuôi kéo dài, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Đại điều màu xanh mãnh liệt vỗ hai cánh, vô số cuồng phong gào thét mà ra, trong gió hiện lên từng đạo ánh sáng thật dài màu xanh, bay nhào tới đám huyết quỷ. Phốc phốc, lúc này liền có vài chục đầu huyết quỷ đơn giản bị chém thành mấy mảnh, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Thanh điểu giang rộng hai cánh, lập tức hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, cực kỳ linh hoạt thoát khỏi vòng vây của đám huyết quỷ, nhanh chóng bay tới chỗ xích huyết thiên quỷ. Thánh cầm thanh loan, ngươi đến cùng là người nào? Xích huyết thiên quỷ đại biến, hai cánh quạt một cái lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của thanh ảnh cực nhanh, trong chớp mắt bay vụt tới bên cạnh thiên quỷ, ánh sáng màu xanh chợt lóe. Phốc phốc, huyết quang hiện ra trước ngực của xích huyết thiên quỷ, ngực nó xuất hiện ba vết thương cực lớn sâu đến tận xương, máu tươi tuôn ra ồ ạt. Thiên quỷ bỗng nhiên xoay người một cái, hai tay vừa nhất định làm điều gì đó, đạo thanh ảnh lại không biết như thế nào nhoáng lên xuất hiện ở sau lưng. Phốc phốc, lại xuất hiện bao đạo vết thương cực lớn ở sau lưng thiên quỷ, một cái cánh rơi đã bị chém đứt, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Giống, huyết quang trong mắt xích huyết thiên quỷ đại thịnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh ảnh, trong miệng gầm lên giận dữ, quỷ chảo mãnh liệt bổ ra. Vô số móng vuốt màu máu sắc nhọn hiện ra, tạo thành một mạng lưới móng vuốt chắn trước người. Kết quả thanh ảnh lại lần nữa mơ hồ rồi biến mất, sau một khắc dường như thuấn di, xuất hiện phía trên bên phải của thiên quỷ, lần nữa nhào tới như điện. Phốc phốc, lại lần nữa xuất hiện ba đạo vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương trên cánh tay phải của thiên quỷ, máu tươi tuôn ra như suối xích huyết thiên quỷ gào thét liên tục muốn phản kích đáng tiếc nó không thể nào theo kịp tốc độ của thanh ảnh thậm chí ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thể bắt được từng đạo thanh ảnh mơ hồ quỷ dị bay múa xung quanh người thiên quỷ căn bản không nhìn thấy thất thể thân thể thiên quỷ trong trước mắt trở nên huyết nhục mơ hồ hành động dần bị chậm lại nếu không dựa vào xương cốt vô cùng cứng rắn mà công kích của thanh loan không cách nào chặt đứt được nó sớm đã bị cắt thành vô số khối ánh mắt thiên quỷ rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi hai tay ôm đầu, hạ xuống huyết hải, đồng thời từ dưới huyết hải bay lên một cột máu đón lấy thân thể của nó. Một tiếng kêu rõ to vang lên, thanh ảnh nhoáng một cái lần nữa tăng tốc, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vô cùng vờn quanh thân thể thiên quỷ. Ầm ầm, bầu trời phụ cận bạo khởi cuồng phong, trong gió hiện lên vô số đạo vết tích màu xanh, tràn ngập trong phạm vi vài dặm, điên cuồng thiết cắt hết thảy. Huyết trụ vừa mới dâng lên từ trong huyết hải lập tức bị hơn 10 đạo vết tích màu xanh chém chúng, ầm ầm tán loạn rơi xuống chương 58, từ chối thì bất kính. Phốc phốc phốc, vô số thanh ti vây kín xích huyết thiên quỷ tựa như một cái kén tầm màu xanh. Thanh ti không ngừng chém lên người nó, máu tươi bắn ra tung tóe Thiên quỷ điên cuồng vũ động hai tay thế nhưng cũng chỉ tốn công vô ích. Da thịt trên cơ thể không ngừng bị xoắn nát, mỗi lần nó định lợi dụng lực lượng huyết hải để chữa trị vết thương đều bị hàn lập ngăn cản. Từ lúc Thanh Loan hiện thân đến nay chưa đến hai ba nhịp thở thế nhưng thiên quỷ đã bị đánh cho trở lại hình dạng ban đầu, chỉ còn lại một bộ xương khô màu máu. Ngoại trừ phần đầu, thân thể không còn chút máu thịt nào. Mà đám huyết quỷ như ong vỡ tổ kéo đến từ xa bở vì không được pháp lực gia trì, chưa kịp bay đến đã hoàn toàn tan rã. Đáng chết, thiên quỷ gầm lên giận dữ. Bộ xương to lớn xoay tròn giữa không chung như muốn bất chấp tất cả để chui xuống biển. Nào ngờ tốc độ của thanh loan càng lúc càng nhanh, thanh ti kéo đến theo đó cũng ngày một nhiều, khiến thiên quỷ chẳng những không thể rơi xuống mà còn bị gió lốc ngăn cản, kéo lên trên không răng rác từng đạo thanh ti chém lên bộ xương tạo nên âm thanh dày đặc như vũ đả ba tiêu khiến cho hào quang quanh bộ hài cốt ngày càng trở nên yếu ớt khi một đạo thanh quang thô to chém qua một tiếng răng rác vang lên khe khẽ cánh tay của thiên quỷ rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nhỏ dừng tay ta nhận thua thiên quỷ như hạ quyết tâm bỗng nhiên hét lớn một tiếng gió lốc chung quanh tựa như nghe được lời này đồng loạt ngừng lại cự cầm màu xanh cách đó mười trượng cũng từ từ khép cánh đôi mắt lấp lánh ngân quang nhìn chằm chằm thiên quỷ khô lâu. Vô số thanh ti lập tức tiêu tán, cuồng phong tản đi. Thiên quỷ thấy vậy mới khẽ thỏ ra một hơi, thân thể lập tức chui vào huyết hải. Sau một lát, một nam tử áo đen từ đó chui ra, chính là đoàn nhân ly. Sắc mặt của y tái nhợt, lại có vài phần tiêu tủy. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi đã khiến vị tu sĩ này hao tổn không ít nguyên khí. Thanh Loan thấy vậy, thanh quang trên người lóe lên, thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, hiển lộ thân hình hàn lập hai người đối mắt nhìn nhau hàn lập tươi cười còn đoàn nhân ly nhăn nhó có chút khó coi bên trong ma diễm cốc bốn người nam tử dâu tím đều tề tụ ở đây liễu nhạc nhi thì được ngọn lửa màu bạc bao phủ đứng ở góc khác bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao giữa mảnh huyết phân quay cuồng gần như che kín toàn bộ dãy núi có một cây huyết phiên khổng lồ như ẩn như hiện chìm nổi không chừng thỉnh thoảng lại có vài đạo huyết quang chấn động tâm can từ đó truyền ra liễu nhạc nhi có chút lo lắng sắc mặt đầy vẻ khẩn trương Đám người nam tử dâu tím ngược lại có chút nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng lại có ánh mắt bất hảo nhìn qua thiếu nữ khiến nàng càng thêm bất an. Thân là tu sĩ cấp cao của tông môn, bọn họ biết rõ uy năng cường đại của Xích Huyết Thiên Quỷ Phiên. Bảo phiên này là vật truyền thừa của cốt giếm lão tổ, tu sĩ phi thăng tiên giới của Thiên Quỷ Tông năm đó. Bên trong phong ấn Thiên Quỷ, tục truyền là do một vị tiên nhân thượng giới lạc đến U Minh chi địa vẫn lạc ở đó biến thành quỷ vương, truyền lại cho đại trưởng lão các đời sau đó được những tu sĩ này sử dụng máu tươi của mình nuôi dưỡng đồng thời trải qua không biết bao lần tinh luyện bằng tinh huyết đặc thù sớm đã không còn là thứ mà pháp bảo bình thường có thể sánh được thực lực của đoàn nhân ly so với rất nhiều tu sĩ đại thừa ở linh hoàn giới chỉ có thể xem là trung đẳng thế nhưng bên trong không gian huyết phiên thì lại khác hẳn hàn lập kia mặc dù thân thể cực kỳ mạnh mẽ thế nhưng một khi tiến vào không gian huyết phiên thắng bại xem như đã định đã qua gần nửa canh giờ hàn lập kia lúc này chỉ sợ đã thành huyết thực cho thiên quỷ tiểu yêu hồ nhìn chướng mắt quá, không bằng giết quách nó đi. Nam tử dâu tím quay đầu nhìn lại liễu nhạc nhi ở phía xa xa, chậm rãi lên tiếng. Hàn lập không chỉ lấy đi một kiện dị bảo của vị tu sĩ này mà còn khiến gã bêu xấu trước mặt đoàn nhân ly. Gã tự nhận không thể bắt đền hàn lập nên mới dân lây sang liễu nhạc nhi. Lư trưởng lão chớ vội, theo ý ta nên chờ sư thúc đi ra, mời người định đoạt. Nữ tử xinh đẹp suy nghĩ một chút rồi nói, thi y tiên tử nói không sai. Ta vừa quan sát một chút, ngân diễm trên người tiểu yêu hồ kia không hề tầm thường, có thể thôn về cửu thiên ma diễm, tựa hồ là một loại chân diễm biến dị nào đó. Chúng ta nên chờ một chút. Lão già lưng còng tựa như có điều suy nghĩ, cử hán một mắt khoanh tay, tập trung quan sát huyết phân trên cao, giống như không hề nghe thấy đồng bạn nói chuyện. Nam tử dâu tím thấy vậy, tuy không đồng ý nhưng vẫn gật đầu nhẹ nhẹ. Trong lúc nói chuyện, bọn họ không hề thi pháp cách âm vì vậy đều bị liễu nhạc nhi nghe thấy thân thể nhỏ nhắn có chút run rẩy tựa vào vách đá khuôn mặt thanh tú trở nên trắng bệch cự hán một mắt đột nhiên lên tiếng xem ra đã có kết quả gã vừa nói xong những người còn lại lập tức nhìn lên không trung chỉ thấy huyết phân sao động kịch liệt sau đó thình lình phân thành hai nửa để lộ toàn bộ huyết phiên bên trong bốn người nam tử dâu tím thấy vậy sắc mặt đều có chút khó coi mặt ngoài huyết phiên tuy vẫn tỏa ra huyết quang trói mắt thế nhưng quỷ thủ khổng lồ bên trên lá cờ đã ảm đạm đi nhiều so với lúc trước không đợi bọn họ suy nghĩ kỹ càng mặt ngoài huyết phiên đã lóe hiện quang mang hai đạo hào quang từ đó lóe lên rơi xuống mặt đất quang mang đồng thời thu lại chính là hàn lập và đoàn nhân ly đang đối diện nhau đoàn nhân ly mặt không biểu tình chắp tay đứng đó ánh mắt lạnh lùng quan sát hàn lập ở phía đối diện khuôn mặt họ hàn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thần sắc ung dung ca ca liễu nhạc nhi khẽ giật mình lệ rơi đầy mặt bất chấp tất cả chạy như bay đến bên cạnh hàn lập có lẽ là do sợ hãi quá mức hoặc do pháp lực tiêu thoát, bước chân của nàng có chút không vững. Khi còn cách họ hàn một đoạn, nàng bỗng vấp phải gì đó, cả người nhoài ra. Đúng vào lúc này, một luồng sức mạnh ôn nhu lập tức đỡ lấy tiểu hồ, đưa nàng đến bên hàn lập. Họ hàn phất tay áo một cái, lưới lửa màu bạc bao phủ liễu nhạc nhi lập tức co lại, lần nữa hóa thành hỏa điều cùng màu bay vụt trở về, chui vào thể nội của thiếu nữ. Tiểu hồ yêu há hốc mồm, Vốn định nói gì đó thế nhưng nhận ra không khí chung quanh có chút cổ quái lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng một bên. Nhìn thấy Hàn Lập đáng ra phải bị thần hồn câu diệt vẫn sống sờ sờ ra đó lại mang bộ dáng thong dong từ tốn, đám người nam tử dâu tím không khỏi há mồm trợn mắt, đứng sững một chỗ. Sau hồi lâu, bọn họ mới kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau, vừa muốn tiến lên hỏi thăm kết quả thế nào, lại vừa có chút không dám. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Đoàn Nhân Ly từ từ vang lên. "Đi lấy 100 cân âm thần thạch." ngữ khí nhẹ nhàng thanh âm không lớn nhưng truyền vào tai bốn người nam tử dâu tím lại như sấm động trời quang mặc dù bọn họ đã sớm đoán được thế nhưng nghe lão nói vậy vẫn cảm thấy có chút khó tin ý tứ của đoàn nhân ly đã nói rất rõ lão thua đường đường một trong hai thái thượng đại trưởng lão của thiên quỷ tông cũng là tu sĩ đại thừa có thể hô phong hoán vũ ở linh hoàn giới lại bại dưới tay nam tử trẻ tuổi khuôn mặt bình thường niên kỷ không lớn trước mặt hơn nữa lão còn thất bại ngay trong không gian huyết hải của xích huyết thiên quỷ phiên muốn ta nói lại lần thứ hai hay sao? Giọng nói của đoàn nhân ly vẫn rất bình tĩnh. Vâng, bốn người thức thời vội vàng xoay người bay đi. Đoàn đạo hữu quả thật khẳng khải, nếu hàn mỗ từ chối thì thật bất kính. Hàn lập cười nhẹ một cái đồng thời chậm rãi nói ra. Người giỏi lắm, đoàn nhân ly nhìn thật sau vào mắt hàn lập sau đó gần ra từng chữ. Tiếp đó, lão vẫy tay thu hồi cự phiên huyết sắc ở giữa không trung rồi biến thành một đạo hắc quang biến mất không còn bóng dáng. Sau đó không lâu, Bên trong chủ điện xuất phân phong tại lãnh diễm tông, dù sớm đoán được người này không phải tầm thường thế nhưng thật không thể nào nghĩ tới hắn lại sở hữu thần thông kinh người như vậy. Ngay đến đoàn nhân ly của thiên quỷ tông cũng không phải là đối thủ. Nam Cung Trường Sơn ngồi ở ghế chủ vị, cười khổ rồi nói. Cũng may hắn không phải là địch nhân của lãnh diễm tông chúng ta. Là quân thở dài một hơi, giọng nói cùng ánh mắt có chút phức tạp vụ trộm ở thiên phù đường và tàng kinh các đều xảy ra sau khi vị hàn trưởng lão này tiến nhập xuất phân phong chúng ta xem chừng phân nửa chính là do hắn gây ra chỉ là lúc đó bất kể thế nào cũng không thể nghi ngờ hắn được nam cung trường sơn suy nghĩ một chút rồi nói đại hán thô cạch nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng đã đoán được việc này có điều y không bàn nhiều về chủ đề này mà uyển triển nói sang việc khác dù thiên quỷ tông một mực kín tiếng thế nhưng động tĩnh ngày đó lớn đến như vậy làm sao có thể giấu giếm được bây giờ toàn bộ linh hoàn giới đã bị việc này chấn động nghe nói đã có không ít thế lực phụ thuộc hai đại tông môn kia bắt đầu muốn gây dựng mối quan hệ với chúng ta không sai dù cốc chủ của phong u cốc và triệu sơn chủ của núi vô vi đều cử thân tín đến tìm tông chủ mật đàm kỳ thật những người này đều muốn nhân cơ hội gặp qua hàn trưởng lão một lần xác định thực thực lực của hắn rồi mới quyết định đầu nhập lãnh diễm tông chúng ta đáng tiếc hàn trưởng lão trở về không bao lâu đã lập tức bế quan Thái thượng đại trưởng lão cũng truyền xuống dụ lệnh không cho phép ai quấy rầy. Nam cung Trường Sơn cười cười, trong điện trầm mặc một lát, Nam cung Trường Sơn bỗng nhiên lại hỏi: "Lạc trưởng lão, theo ý của ngươi, vị Hàn trưởng lão này là người thế nào?" Lạc Quân nghe vậy, sắc mặt có chút thay đổi, nếu là lúc trước y có thể nói thẳng suy nghĩ của mình thế nhưng hiện giờ quả thật không thể tùy tiện lên tiếng. Cân nhắc một lúc lâu, họ Lạc mới trả lời một cách nghiêm túc: "Ta và Hàn trưởng lão tiếp xúc không lâu, khi cổ sư chất dẫn hắn nhập môn ngoại trừ xác minh hàn trưởng lão là một vị lực tu cũng không thấy người này có điểm gì đáng chú ý hiện tại hồi tưởng một cách cẩn thận lại phát hiện người này tâm tư kín đáo làm việc không một kẽ hở có điều người này này cũng không phải hạng người vô tình bỏ trước quên sau sao lại nói vậy nam cung trường sơn nhíu mày hỏi lại chẳng phải trước đây trưởng môn đã từng đề nghị hàn trưởng lão di chuyển động phủ lên thánh hỏa phong đến cạnh nơi ở của thái thượng trưởng lão nhưng đều bị hắn từ chối một cách khéo léo nói là tương đối hài lòng với động phủ hiện tại, không muốn phiền phức. Ta lại cảm thấy đây là đối phương cố ý trả cho suất vân phong chúng ta một phần nhân tình. Dù sao nếu có đại năng bậc này tỏa chấn, địa vị của bản phong trong tông cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lạc Quân giải thích, đúng là như vậy. Công đầu thuộc về cổ sư chất khi giới thiệu Hàn trưởng lão gia nhập bổn tông. Về sau hãy tăng gấp đôi số lượng tài nguyên tu luyện cung cấp hàng năm cho nó. Nam Cung Trường Sơn nghe vậy lập tức tán thành. Vâng, Lạc Quân vội đáp chương 59, Mượn Tinh Đài. Sau mấy ngày, nơi hoa viên của một động phủ tại sườn núi xuất vân phong. Một cung trang thiếu nữ da rẻ trắng mịn như tuyết, dung mạo xinh đẹp việt trần, chậm rãi theo sau một mỹ phụ áo trắng có thân hình cao lớn. Hai nữ tử này không phải người nào xa lạ mà chính là thầy trò Dư Mộng Hàn và Cổ Vân Nguyệt. Hôm nay ta chợt nghĩ lại những lời ngươi nói ngày trước, thân phận lai lịch của vị Hàn trưởng lão quả thật thần bí. Lúc trước song hành cùng y, dựa vào cử chỉ, lời nói và hành động của đối phương, vì sư vốn đã nghĩ đến những dự đoán lớn mật nhất có thể, nào ngờ chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Cổ vân Nguyệt cười khổ rồi nói, cũng không biết được đến năm tháng nào, ta mới có thể đạt tới cấp độ như vậy. Sư mộng hàn buồn bã thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm. Nhân đạo mịt mờ, thiên đạo rộng lớn, Thọ nguyên của chúng ta có hạn nhưng lại truy cầu thiên đạo, âu cũng là hành động nghịch thiên. Không chỉ là vấn đề về tư chất, mà còn là cơ duyên tạo hóa. Đây cũng chính là lý do vì sao rất nhiều tu sĩ cả đời cũng chưa chắc có thể đạt thành trúc cơ, đừng nói đến việc ngưng kết kim đan. Vi sư tu hành đến nay hơn 500 năm, kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ cũng quá trăm năm. Việc tiến dai lên cảnh giới hóa thần còn có một chút hy vọng, về phần cảnh giới luyện hư thì lại cực kỳ xa vời. Càng không nói đến cảnh giới đại thừa chỉ cách tiên nhân một bước ngắn ấy, vi sư nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Cổ vận nguyệt dừng bước chân lại, ngẩng đầu nhìn trời, biểu hiện có chút thất thần dư mộng hàn nghe vậy nội tâm cũng có chút buồn bã ánh mắt hiện ra một tia ảm đạm mỹ phụ nhìn về phía cung trang nữ tử lắc đầu cười nói vì sư tư chất có hạn nếu không có cơ duyên đặc biệt thành tựu của ta cũng chỉ đạt được như vậy mà thôi nhưng mộng hàn à bản thân ngươi có linh thể thiên phú mộ tính lại cực cao ngươi nhập môn mới có hai năm vậy mà đã chúc cơ thành công nếu không có gì thay đổi thành tựu tương lai chắc chắn sẽ cao hơn vi sư chưa chắc không thể đạt tới cảnh giới luyện hư hay những cấp độ cao hơn. Đều do sư tôn dốc lòng dạy bảo, không tiếc ban thưởng rất nhiều đan dược chân quý, Mộng Hàn vô cùng cảm kích. Sư Mộng Hàn nói ra từ tận đáy lòng, nhờ vào phúc đức của Hàn trưởng lão, một thời gian rất dài sau này, người cũng không cần lo đến vấn đề tài nguyên, đan dược. Cổ Vân Nguyệt vung tay áo, trực tiếp nói, Sư Mộng Hàn nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức trở nên vui vẻ. Nói về Hàn trưởng lão, trong khoảng thời gian 2 năm qua, sư phụ có tới bái phỏng hàn trưởng lão một chuyến thế nhưng hiện tại khu vực động phủ của hắn đã bị được quản lý, trở thành một cấm địa của bản tông, thời gian sau này muốn đến cũng không được nữa. Cổ Vân Nguyệt nói xong, thở dài một hơi, sắc mặt có vài phần tiếc nuối. Sau đó không lâu, lãnh diễm tông xuất phân phong đột nhiên thu nhận một gã tán tu làm đệ tử ngoại môn. Người này tư chất bình thường, tuổi tác đã không còn nhỏ, tu vi cũng chỉ đạt đến cảnh giới kết đan, về cơ bản đã không đạt đủ điều kiện để được tuyển nhận. Vậy nên nhất thời, việc này tạo nên một hồi nghị luận không nhỏ trong hàng ngũ đệ tử. Sau này mọi người mới biết được, vị đệ tử này có tên là Bạch Thạch, lại là bạn cũ của vị hàn trưởng lão kia, việc này mới dần dần yên tĩnh xuống. Không ngừng có rất nhiều người, thậm chí ngay cả phong trưởng lão Tu Vi vượt xa Bạch Thạch, cũng bắt đầu tạo mối quan hệ với lão. Đương nhiên những việc này là chuyện về sau, lại trải qua hơn một tháng. Với tư cách là ngọn núi chính của cảnh nguyên quan, hậu sơn kính thiên phong có một ao nước nhỏ hình bầu dục, tường vây màu phỉ thúy. Trong ao, linh khí nồng đậm, tỏa ra một cỗ xương mù màu trắng dày đặc. Ngay ở giữa thỉnh thoảng lại thấy từng con cá chép to mọng, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, nhảy khỏi mặt nước. Trên đồng cỏ và mấy tảng đá cạnh ao nhỏ, hơn 10 con tiên hạc, thần thái sáng lạc, đang vui vẻ chơi đùa, mổ linh thảo sinh trưởng trên mặt đất một cách tán loạn, thỉnh thoảng lại ngửa cổ vui mừng kêu lên vài tiếng. Vèo, một đạo độn quang màu tím bỗng nhiên từ trên không trung đáp xuống cạnh bờ ao nhỏ quang mang dần giảm đi, hiện ra một gã nam tử cao lớn, đầu đội kim quan, mặc đạo bào màu tím có viết kim văn, mới nhìn vào khoảng 40, 50 tuổi, trên mặt có để ba sợi dâu dài màu đen, có vài phần phong thái thần tiên. Gã vừa mới hạ xuống, thoáng nhìn qua bầy tiên hạc một chút, rồi di chuyển ánh mắt về phía ao nước nhỏ bên kia cùng thạch bích màu xanh đen, phía trên mọc đầy rêu và dương xỉ. Chỉ thấy tại bàn tay trong tay áo hắn, quang mang khẽ lóe lên, một chiếc truyền âm phù liền vèo một tiếng, bắn ra khỏi ống tay áo, bay vào bên trong thạch bích, biến mất không còn tâm tích. Sau một lát, phía trên thạch bích, một tầng kim quang nhàn nhạt khoan thai xuất hiện, liền lộ ra một cửa động cao hơn một người. Đạo sĩ áo bào tím không một chút do dự, thân hình trượt lóe lên, lập tức bay vào bên trong cửa động. Ở bên trong thạch bích là một căn thạch thất có diện tích vô cùng rộng lớn. Ở giữa thạch thất là một đài cao có ba tầng, mỗi một tầng đều được khắc đầy đồ văn huyền diệu, phía trên còn đặt chằng chịt hàng loạt chén nhỏ màu vàng đèn sáng, có hình dáng kỳ dị, cùng nhau tạo thành một cái đại trận kỳ lạ, từ bên trong truyền ra từng cỗ linh lực chấn động kinh người. Ở giữa tầng cao nhất của đài cao, một gã mặc áo bào màu vàng óng ánh rộng thùng thình, đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nhìn từ phía xa tựa như một tòa núi nhỏ làm bằng thịt. Bẩm thái thượng đại trưởng lão, hôm nay bên phía Lãnh Diễm tông vừa mới truyền tin, một vị tự xưng là Hàn trưởng lão muốn mượn tụ tinh đài của chúng ta để tu luyện, kèm theo hứa hẹn sẽ hậu tạ đầy đủ. Chúng ta có nên, đạo si áo bào màu tím lễ một cái về phía núi thịt? cung kính nói ra trên mặt gã nam tử mặc áo vàng nhìn như núi thịt ấy thịt mỡ khẽ run lên không trả lời thay vào đó nói ra chậm rãi lúc trước ta giao cho người điều tra về thân phận và lai lịch của người này như thế nào rồi âm thanh vô cùng vang dội ông ông quanh quẩn bên trong thạch thất chỉ biết được người này đột nhiên xuất hiện ở phong quốc hai năm trước không bao lâu sau đã tiến nhập lãnh diễm tông trở thành một vị trưởng lão ngoại môn tuy nhiên người này lại xuất hiện rất ít không truyền ra ngoài bất cứ sự việc khác thường nào thế nên thám tử của chúng ta ở bên trong lãnh diễm tông cũng đến lúc thiên quỷ tông gặp chuyện không may mới biết được về sự tồn tại của người này đạo sĩ áo bảo tím trầm ngâm đáp mà thôi nếu ta là lão hồ ly tư mã kính minh kia khẳng định cũng sẽ nghiêm cẩn phong tỏa tin tức kinh người này gần đây thiên quỷ tông bên kia có động thái như thế nào nam tử áo bảo màu vàng hỏi tiếp toàn bộ thiên quỷ tông sau khi việc này xảy ra một nhân đệ tử vô cùng ít xuất hiện không để lộ ra nửa điểm bất mãn hay muốn trả thù một chút nào. Đạo sĩ áo bảo tím suy nghĩ một chút rồi nói ra. Ta biết rất rõ tính nết hai lão bất tử kia, cả hai đều là dạng có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không nén giận như vậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến là được, nam tử áo bảo màu vàng cười suy, hiển nhiên không mấy tin tưởng điều này. Vậy về việc mượn tu tinh đài, đạo sĩ áo bảo tím trần chờ hỏi lại, đối phương đã có thực lực cấp đại thừa, chúng ta tất nhiên không tiện trở mặt, tạm thời đáp ứng đi. Nam tử áo bảo màu vàng sau một lúc trầm mặc liền nói ra. Lông mày đạo sĩ áo bảo màu tím nhíu chặt, sau một chút do so dự liền nói. Không dám dối gạt đại trưởng lão, mấy vị thái thượng trưởng lão trong tông đối với việc này có chút lo lắng, lo sợ người này sau một phen tu luyện trong tụ tinh đài, thực lực sẽ tăng thêm một cấp. Đến lúc đó, cảnh nguyên quan chúng ta sẽ bị lãnh diễm tông chèn ép. Mặt khác, việc tiêu hao hoán tinh thạch khi mở ra tụ tinh đài thật sự không nhỏ, chúng ta vốn đã phải tính toán tỉ mỉ dùng để bồi dưỡng đệ tử tinh nhuệ nếu phải lãng phí tại người ngoài thật sự có chút đáng tiếc buồn cười đã đạt đến cấp độ đại thừa thực lực nào có thể tăng lên một cách như vậy tuy nhiên nếu hắn đã muốn sử dụng chúng ta không thể cung cấp tiêu hao phẩm cần thiết toàn bộ đều do lãnh diễm tông bọn họ đền bù gấp bội nam tử áo bào màu vàng cười nhạt một tiếng lơ đễnh nói vâng đạo sĩ si áo bào tím cung kính đáp hai tháng sau tại cảnh nguyên quan núi non chập trùng bên trong hàng nghìn đỉnh núi xanh biếc mây lãng đáng trôi trên không thỉnh thoảng có tiên hạc linh cầm bay qua lộ ra quang cảnh tiên sơn phúc địa khí thế của một đại phái trung tâm sơn mạch có một ngọn núi khổng lồ cao vút tận mây vượt xa những ngọn núi xung quanh trên đỉnh núi cự thạch trồng chất linh khí tràn đầy hơn nữa lại không bị quá nhiều thực vật bao phủ ở chính giữa có một đài cao chín tầng hình dáng tựa viên tháp toàn thân trắng muốt giống như được như gọt rũa từ mỹ ngọc mà ra Mỗi phía xung quanh bốn góc của đài cao đều có một gã lão giả mặc hạt bào, nhắm nghiền hai mắt, khoanh chân tĩnh tọa. Gần lúc trạng vạng tối, ánh chiều tà nghiêng nghiêng hạ xuống, chiếu thẳng lên mặt đá trên đỉnh núi, tỏa ra ánh sáng nhu hòa màu hồng quất, chiếu vào đài cao bạch ngọc, phản chiếu ra một mảnh hào quang kỳ dị, khiến cho lòng người đắm say. Đúng lúc này, ở phía xa xa trên không trung, bỗng có hai luồng hồng quang song song cùng nhau bay tới, khi đáp xuống phía đài cao bạch ngọc liền lộ ra hai đạo nhân ảnh, một béo, một gầy. Bốn lão giả mặc hạt bào đang ngồi xung quanh bốn phía đào cao thấy vậy liền lập tức đứng dậy, đi về phía hai người, cung kính thi lễ với nam tử áo bào màu vàng béo ị như núi thịt. Tham kiến thái thượng đại trưởng lão, vừa dứt lời, mấy người ánh mắt khẽ chuyển sang bên cạnh, đánh giá thanh niên lạ lẫm đứng cạnh nam tử áo bào màu vàng. Người này thân hình cao lớn, dụng mạo bình thường, chính là Hàn Lập, người đến đây để mượn tụ tinh đài. Nam tử áo bào màu vàng phẩy phẩy bàn tay to tựa như chiếc quạt của mình, không có nói gì bốn người lập tức hiểu ý lặng lẽ lui xuống ngồi về vị trí cũ hàn đạo hiếu bốn người bọn họ chính là nhân sĩ trấn thủ tụ tinh đài này mặc dù chỉ có một vị tu sĩ hợp thể ba người còn lại đều là luyện hư nhưng phối hợp cùng nhau đã nhiều năm tâm trí tương thông việc hộ pháp cho đạo hiếu tuyệt đối không có chút sơ hở nào nam tử áo bào màu vàng mỉm cười nói với thanh âm vang dội hàn lập đương nhiên không muốn có người của cảnh nguyên quan hộ pháp nhưng hắn cũng biết việc này không có cách nào cự tuyệt liền nói ra với nét vui vẻ trên mặt không hề giảm, vậy phải đa tạ hạt sơn đạo hữu rồi. Trời đã tối, ta sẽ không làm mất thời giờ tu luyện của hàn đạo hữu. Nếu còn cần điều gì khác, đạo hữu cứ hỏi những người kia. Nam tử áo bào màu và ngẩng đầu nhìn sắc trời, liền nói như vậy. Vừa dứt lời, gã hơi chắp tay về phía hàn lập, liền quay người, hóa thành một đạo phi hồng rời đi, trong giây lát đã biến mất không còn tâm tích. Sau khi ánh mắt hàn lập nhìn về phía đối phương rời đi, đảo qua mọi nơi, rồi quay người đi về phía trước cầu thang của tụ tinh đài, từ tốn trèo lên. Bốn người xung quanh đài cao vội vàng bấm pháp quyết, từng trận thanh âm được ngâm tụng truyền ra. Dưới thân bốn người, từng vòng phù văn được ẩn giấu trước đó lập tức sáng lên từng cái. Một màn sáng kim sắc phủ kín toàn bộ tụ tinh đài bất chợt hiện ra. Cùng lúc đó, Hàn Lập liền xuất hiện tại phía trước cửa vào hẹp, chỉ cao có một người. Ánh lam quang lóe lên trong mắt hắn rồi biến mất phát hiện màn sáng trước mắt mặc dù linh lực chấn động không nhỏ nhưng cũng chỉ là một loại pháp trận phòng hộ. Hắn liền đi nhanh qua màn sáng, tiến vào bên trong. Hàn lập vừa mới tiến vào, màn sáng sau lưng liền khép kín lại rồi dung nhập vào trong không khí, biến mất không còn tâm tích. Hắn bước lên cầu thang, một cỗ linh lực kỳ dị lập tức chấn rộng, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hàn lập cảm thấy có chút bất ngờ, ánh mắt nhìn mọi nơi xung quanh hắn chỉ thấy phía trên thềm đá dưới chân và mặt đất xung quanh là một loạt hố nhỏ được phân bố rậm rạp, chẳng chịt. Nếu không quan sát cẩn thận, cơ bản là sẽ không chú ý tới. Hắn dùng linh mục thần thông chăm chú nhìn một lát, liền phát hiện có những điểm ngân quang chớp động yếu ớt dưới đáy những chiếc hố, chính là dấu vết lưu lại theo năm tháng do tiếp xúc với lực lượng tinh thần. Bề mặt của tụ tinh đài còn khác rất nhiều vòng tròn cùng những đường cong kết nối đồ án, có 3 đến 5 cái đồ án liên tiếp, hình dáng cực kỳ đơn giản, lại có hơn 10 cái đồ án liên tiếp khác, hình dáng cực kỳ phức tạp, cùng nhau kết nối, tạo thành một chữ giếng. Hàn Lập đi tới, xem qua một vài tấm đồ án, liền dần dần hiểu được. Những đồ án này đều là tinh đồ ứng với tinh tú trên bầu trời. chương 60, truy nã, Hàn Lập men theo bậc đá bước lên đến đỉnh của tụ tinh đài. Chính giữa nơi đó, hắn nhìn thấy bắt đầu thất tinh đồ. Hàn Lập quan sát một chút, sau đó khoanh chân ngồi xuống, ngửa mặt nhìn trời, bầu trời đã chuyển xanh, vài điểm tinh quang bắt đầu xuất hiện. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lặng lặng thổ nạp, ước chừng một nén hương, mí mắt Hàn Lập hơi động, hắn mở hai mắt ra, bờ môi khẽ mở, lẩm bẩm hai chữ. Bắt đầu, bốn lão giả áo nâu nghe thế, lật tay lấy ra một khối hoán tinh thạch màu ngà sữa cỡ lớn, khảm trên mặt đất trước mặt. Két vang lên một tiếng nhỏ, bốn khối đá đồng thời vỡ vụn, từng đạo hào quang màu trắng từ bên trong sáng lên, theo phù văn trên mặt đất chảy xuôi, rất nhanh đi đến tụ tinh đài. Toàn bộ 9 tầng đài cao được hào quang bao phủ, trở nên óng ánh lóng lánh, một vài bức tinh đồ được điêu khắc ở trên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Xa xa nhìn lại tụ tinh đài nhìn như một mảnh tinh không thu nhỏ, vô cùng tráng lệ. Vào lúc này, tinh đấu đầy trời hòa cùng hào quang, khiến cho không gian càng trở nên sáng tỏ. Vô số quang mảng màu bạc rơi xuống từ trong màn đêm, như là sương mù màu bạc, che phủ cả tụ tinh đài. Hàn lập ở giữa, giống như ngồi xếp bằng giữa bầu trời sao khiến hắn cảm thấy bản thân đang được lực lượng tinh thần ôn hòa bao phủ bốn phía. Hắn hơi thu lại tâm thần, bấm pháp quyết trên tay, trong miệng thấp giọng ngâm tụng, vận chuyển tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Chỉ nghe một tiếng oanh trầm đục, sáu đạo cột sáng màu trắng to như vạc nước rủ xuống từ trong bầu trời đêm, bao quanh thân thể hàn lập. Trong từng cột sáng, tinh thần lực tràn đầy, truyền ra trường trận chấn động. Dậm dạp chẳng chỉ tia sáng óng ánh truyền ra từ bên trong cột sáng, bỗng nhiên thẳng như băng, giống như vô số cương châm đâm vào thân thể hắn. Cùng lúc đó, sương mù màu bạc bao phủ toàn bộ tụ tinh đài cũng như nhận được kích thích, cấp tốc lưu truyền. Vô số mảnh ánh sáng màu bạc tụ tại phía trên tụ tinh đài, tạo thành một cột xoáy ánh sáng cao hơn 10 trường. Nội tâm hàn lập khẽ động, lực lượng tinh thần vừa rồi vẫn vô cùng ôn hòa giờ phút này lại trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trái ngược với lúc nãy, hàn lập đang phải trải qua cảm giác đau đớn đến cùng cực, mức độ hoàn toàn khác với khi tu luyện những tầng đầu tiên. Quần áo bên ngoài cơ thể hắn thấm đẫm máu tươi, đại lượng tinh thần như cương châm đâm rách làn da hắn. Huyết dịch chảy ra bị lực lượng của vòng xoáy ngân quang dẫn dắt tạo thành một mảnh huyết vụ mông lung, bao bọc toàn bộ thân hình. Bốn lão già mặc áo nâu xung quanh tụ tinh đài thấy thế đều chấn động tinh thần, bọn lão trấn giữ nơi này không biết bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên chứng kiến được lực lượng tinh thần cuồng bạo như vậy, chứ chưa nói đến phương pháp quán thể thô bạo như thế này giờ phút này cho dù là tu sĩ hợp thể kỳ tiến vào cũng chỉ miễn cưỡng bảo toàn tính mạng nhưng vào lúc này hàn lập mặc dù toàn thân đẫm máu xung quanh bỗng sáng lên hào quang bay ra sáu mặt kính hình tròn cỡ bàn tay màu đen phân biệt bay tới từng cột sáng tiến vào trong đó hắc khí lượn lờ xung quanh kính tròn phong cách cổ xưa phù văn ẩn hiện trên mặt kính đúng là những âm thầm thạch hắn lấy từ thiên quỷ tông đã được luyện chế thành tinh nguyệt bảo kính sáu mặt bảo kính vừa bay ra hắc quang lưu chuyển một đám phù văn kỳ dị nhỏ như con kiến tuôn ra, hộ tự thành từng đạo cột sáng chói mắt phóng thẳng lên trời. Vậy mà vẫn muốn gia tăng cường độ của lực lượng tinh thần, thật không thể tin nổi. Lão già hợp thể tỏ ra kinh ngạc, thì thào lẩm bẩm. Còn chưa dứt lời, hào quang của sáu khối tinh thần bắt đầu thất tinh bỗng nhiên tăng vọt. Một mảnh ngân quang sáng chói bỗng nhiên hiện ra trong hư không. Mảnh hào quang như là ngân hà rủ xuống, mảnh liệt chạy vào vòng bên trong vòng xoáy màu bạc. Nửa năm sau, một gian thạch thật phía sau kính thiên phong. Hạp sơn đạo nhân mặc áo bào vàng đang nhắm mắt khoanh chân ngồi trên đài cao, tay kết pháp quyết, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Trong lúc đó, pháp quyết dừng lại, lão vội vàng đứng lên. Một đợt quái phong lăng không hiển hiện trong phòng, những nơi đi quan, mấy chục chén nhỏ màu vàng nhao nhau sáng lên, từng sợi khói trắng lượn lờ, giữa không trung tụ thành mảnh quang vụ. Mặt ngoài quang vụ mơ hồ một chút hiện ra mò tên lão già tóc trắng đầu đội mũ quan hoa sen màu tím, thân hình lão không cao, gầy gò, mặc một bộ đạo bào màu vàng. Cung ninh tịnh minh lão tổ, hạp sơn đạo nhân thấy thế, thân thể núp ních mó vội vàng quỳ xuống, thanh âm cung kính vang lên. Đứng lên đi, hôm nay bổn tòa hàng lâm, có vài sự tình muốn ngươi làm. Lão đạo đầu đội mũ tử quan vung tay nói, kinh xin lão tổ phân phó. Hạp sơn đạo nhân lúc này mới đứng dậy, khoanh tay nói. Việc thứ nhất, hảo nguyên thạch ngươi cung phụng không tệ, trong 10 năm tiếp theo cần ngươi thu thập thêm nữa lão đạo đầu đội tử quan phân phó. Vâng, tham tinh chuyển huyền công mà bổn tọa nghĩ ra năm đó hiện tại có chút cải tiến, người cầm lấy đưa vào tàng kinh các. Lão đạo không ngừng nói, liên tiếp phân phó vài chuyện quan trọng, hạt sơn đạo nhân không chút do dự đáp ứng từng việc. Cuối cùng lão đạo nói thêm, mặt khác, còn có một chuyện khẩn yếu, người cần cẩn thận đi làm. Hạt sơn đạo nhân nghe vậy, thần sắc nghiêm nghị tập trung nhìn lão đạo, lặng lặng chờ đợi phân phó. Lão đạo vung tay áo lên, màn sáng lập tức rung rung, một tờ giấy thép vàng khoảng một xích xuyên quan màn sáng, phiêu phiêu tới trước người. Nếu có tin tức của người này, lập tức bẩm báo. Lão đạo dùng ngữ khí ôn hòa, chân thật nói ra. Hạp sơn đạo nhân tiếp được tờ giấy, bên trên vẽ hình một thanh niên, bộ dáng không phải ai khác chính là Hàn Lập. Như thế nào, có gì không ổn sao? Lão đạo nhàn nhạt hỏi, khởi bẩm lão tổ, người này, người này hiện tại đang ở trong địa bàn của chúng ta. Người xác định chính là người này lão đạo mặt không đổi sắc nói có vẻ gấp gáp hơn vài phần trong tranh đúng là vẽ người này mặc dù dáng người gầy hơn rất nhiều nhưng thần thái bộ dáng hoàn toàn giống nhau chính là hắn hạp sơn đạo nhân suy nghĩ một lát sau đó chắc chắn nói người này tại sao lại ở bên trong cảnh nguyên quan lão đạo gật gật đầu nói lão tổ thứ tội người nọ là một vị trưởng lão của lãnh diễm tông hạp sơn đạo nhân vội vàng nhận lỗi sau đó báo cáo thông tin mà lão có được về hàn lập lão đạo nghe xong mặt lộ vẻ do dự, hồi lâu không thấy nói gì. Trên trán của Hạp Sơn Đạo Nhân xuất hiện một ít mồ hôi lạnh, thực sự không dám thở mạnh, chỉ có thể im lặng chờ đợi. Người này rất có lai lịch, hơn phân nửa là trích tiên đến từ tiên giới, hiện nay đang được một số thế lực ở tiên giới treo thưởng hậu hĩnh. Người không được đánh rắn động cỏ, đợi an bài của bổn tọa. Trước đó, vô luận như nào nhất định phải lưu hắn lại cảnh nguyên quan. Lão đạo nghiệm mặt sạn dò, tuân mệnh, hạp sơn đạo nhân lập tức đáp, tiên giới, một chỗ hải vực không biết tên, nước biển nơi đây có màu đen kịt như mực, mặt biển màu đen dài vô biên vô hạn, sóng cả mãnh liệt, duỗi thẳng kéo dài bất tận. Trên không của Hắc Hải, lở lửng gầm trăm tòa núi màu đen, phía trên có từng toàn cự tháp hình bát giác màu đen. Tuy rằng những cự tháp có cao có thấp, cao có chừng vạn trượng, thấp thì chỉ hơn trăm trượng, nhưng ngoại hình toàn bộ giống nhau như được, toàn thân đen kịt hình bát giác, mái ngói công. Một toàn hắc tháp loại nhỏ, trên đỉnh của nó có một lão đạo đầu đội tử quan khoanh chân ngồi, phía trước có một pháp đàn hình vuông. Chính là tự minh chân nhân, bên trên pháp đàn lơ lửng một cái trận pháp màu trắng, tản mát ra ánh sáng màu trắng. Lão đạo phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp màu trắng lập tức đình chỉ vận chuyển. Sau đó nhắn nhìn về trước, người không động đậy, ánh mắt không ngừng lập lè, tựa hồ đang do dự cái gì đó. Thật lâu về sau, lão đạo cắn răng tựa hồ đã quyết định một điều gì đó lão lật tay lấy ra một hạt châu óng ánh sáng long lanh to cỡ ngón tay, ném ra cho lơ lửng trước người. Theo một đạo pháp quyết chui vào, mặt ngoài hạt châu lập tức dâng lên rất nhiều chuỗi phù văn trong suốt như thủy tinh. Chuỗi phù văn ngưng tự thành một phát trận cỡ một xích, nhẹ nhàng xoay tròn. Qua một hơi thở thời gian, trận pháp liền chấn động một chút. Sau một khắc chuông, pháp trận vẫn chưa có biến hóa gì. Lão đạo cũng không lộ vẻ sốt ruột, tĩnh tâm ngồi đợi. Lại qua nửa khắc chuông, pháp trận lúc này mới sáng lên, một cái hư ảnh tiểu nhân đen kịt xuất hiện ở bên trong, là một gã nam tử mặc áo đen. Nam tử có chán rộng, nhưng nhìn như cây khô, sắc mặt vàng như nên, bộ giang như bệnh tật nguy kịch. Cốt diễm tán nhân, nghìn năm không gặp, đạo hữu thoạt nhìn phong độ hơn xưa. Tịnh minh chân nhân ôm quyền, lộ ra vẻ mặt tươi cười ấm áp nói. Tinh minh lão đạo có chuyện gì, nói ngắn gọn thôi. Cốt diễm tán nhân đối mặt với lão đạo lại không có biểu hiện gì, có chút mất kiên nhẫn nói không biết đạo hữu hôm nay có ở tại thành hắc thủy. Bần đạo có một cơ duyên lớn lao muốn chia sẻ tinh minh chân nhân thu lại dáng tươi cười, có chút thần thần bí bí nói. Ngươi nói ta nghe một chút, cốt diễm tán nhân không đổi thần sắc nói, át hẳn đạo hữu đã nhận được lệnh truy nã của thập phương lầu. Tinh minh chân nhân chậm rãi nói, nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ ngươi đã biết được tin tức của hắn, cốt diễm tán nhân khẽ nhướng lông mày, không sai, người này hiện tại ở linh hoàn giới. Trong mắt tịnh minh chân nhân lóe lên tinh quang, nói ra tin tức kinh người. Chuyện này là thật, sắc mặt cốt diễm tán nhân có chút động, cẩn thận hỏi lại. Là thật hay giả, đạo hữu chỉ cần liên lạc với đệ tử ở hạ giới, rất nhanh sẽ biết được thôi. Tịnh minh chân nhân vừa sờ cầm vừa gật gù đắc y nói. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ muốn, con mắt cốt diễm tán nhân sáng ngời. Không sai, người nọ không ngờ lại trốn ở dưới này. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Tông môn của ta và ngươi liên thủ bắt hắn lại sau đó chia đôi thủ lao của thập phương lầu, như thế nào? Tịnh Minh chân nhân cười hắc hắc rồi nói, chương 61, sóng ngầm, người nọ nếu bị thập phương lầu truy nã, thực lực tất nhiên không kém. Dù bị pháp tắc hạ giới áp chế cũng không phải là kẻ mà vài tên đại thừa có thể đối phó. Điểm này đạo hữu có thể yên tâm, theo tin tức bần đạo có được, người này đã bị trọng thương, thực lực giảm nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ đại thừa vài ba lần mà thôi. Tinh minh chân nhân khoát tay không cho là đúng. Lệnh cho tông môn ở hạ giới đối phó một gã chân tiên, hành động lần này có chút mạo hiểm. Chỉ bằng đợi người này rời khỏi linh hoàn giới, mấy người chúng ta tự mình ra tay sẽ tốt hơn. Cốt xiếm tán nhân im lặng một lát sau đó đề nghị. Bần đạo cho rằng, việc này nên tiến hành sớm, chậm ắt sinh biến. Việc thập phương lầu đưa ra thù lao cách xù như vậy nói rõ người này chắc chắn nắm giữ bí mật. Dù cho tại hạ đoán sai, giải thưởng lớn như vậy cũng đáng để chúng ta đánh cược. Tịnh Minh chân nhân chậm rãi đưa ra đề nghị vô cùng hấp dẫn. Cốt Diễm tán nhân im lặng, ánh mắt lấp lè, dường như đã bị Tịnh Minh chân nhân thuyết phục. Sau một lát, lão mới chậm rãi lên tiếng, "Được, ta sẽ cân nhắc việc này. Nếu mọi chuyện đều như ngươi nói, hai tông chúng ta liên thủ hành động. Về phần hành động cụ thể, chờ ta trở lại thành Hắc thủy rồi tính." Diễm huynh sáng suốt, Tịnh Minh chân nhân cười nói, "Mấy ngày sau, tại Linh Hoàn giới, một tòa đại điện ở sâu bên trong cảnh nguyên quan, trong điện không có vật gì, chính giữa chỉ có một bình đài làm từ bạch ngọc, phía trên có một tòa truyền tống pháp trận vài chục trượng đang vận chuyển, bạch quang trói mắt đại thịnh. Hạp Sơn đạo nhân đang đứng cạnh pháp trận, mặt không biểu tình quan sát pháp trận như đang chờ đợi gì đó. Một lát sau, bạch quang phát ra từ truyền tống pháp trận đột nhiên co rụt lại. Từng vòng phù văn hiện lên ở bên ngoài, lượn lờ bay múa, tách ra từng tia sáng chói mắt. Bên trong hào quang, xuất hiện hai bóng người một cao một thấp. Sau khi hào quang được thu lại, có thể nhìn thấy rõ ràng. Người thấp lùn là một lão hói mặc áo đen, hai tay để sau lưng, lưng hơi còng xuống, cao chưa tới vài kẻ còn còn lại. Mặt lão ngăm đen như được làm từ than, toàn thân tản mát ra một cỗ khí thức âm hàn khó nói rõ. Người còn lại là một nam tử trung niên, khuôn mặt nho nhã, chính là đoàn nhân ly. Đồng đạo hiếu, còn có đoàn đạo hiếu nữa, hai vị đại giá quang lâm, cảnh nguyên quan của ta thật lấy làm vinh hạnh. Nhiều năm không gặp, nhị vị vẫn giữ được phong thái như xưa nhất là đồng đạo hiếu, tựa hồ còn tăng tiến tu vi không ít, thật sự đáng mừng. Hạp Sơn Đạo Nhân chắp tay cười nói, lão hói đầu chính là tu sĩ đại thừa còn lại của thiên quỷ tông, đồng nhân ác. Không chỉ sở hữu tu vi cao nhất thiên quỷ tông mà lão còn được xưng tụng là đệ nhất tu sĩ trên khắp linh hoàn giới. Chẳng qua tính tình của người này có chút quái gở, quanh năm không ở trong tông, cũng không ai biết bình thường lão ở nơi nào. Lão già chỉ khẽ gật đầu với Hạp Sơn Đạo Nhân một cái coi như là chào hỏi hạp sơn đạo hiếu đã lâu không gặp đoàn nhân ly hoàn lễ với hạp sơn đạo nhân cười nhạt một tiếng rồi nói hai vị đạo hiếu nơi này không tiện nói chuyện kính xin rời bước tới thiên điện hạp sơn đạo nhân ha ha cười một tiếng làm tư thế mời sau đó đi trước dẫn đường một lát sau ba người đi vào một gian đại sảnh phân biệt chủ khách ngồi xuống hạp sơn đạo hiếu hàn lập hiện tại đang ở chỗ nào đồng nhân vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề thanh âm của lão khàn khàn chói tai giống như tiếng hai miếng sắt đập vào nhau tựa hồ rất lâu đã không nói chuyện với người khác không dối gạt hai vị vị hàn chân tiên này hiện đang tu luyện tại tụ tinh đài sau khi tiến vào đó chưa từng rời đi tính ra đã được nửa năm rồi hạp sơn đạo nhân trả lời một cách bình thản hắn đường đường là một gã chân tiên lại muốn mượn dùng tụ tinh đài hạp sơn đạo hiếu có lẽ tìm được nguyên do đoàn nhân ly giật mình thận trọng hỏi điểm này ta cũng từng nghĩ đến mấy lần trong đêm khuya quan sát, còn để cho bốn gã trưởng lão của bản quan lấy lý do hộ pháp, ngày đêm giám sát. Từ khi hắn tu luyện, dẫn phát thiên tượng, hẳn là tu luyện một loại thần thông cần đến lực lượng tinh thần đặc thù để luyện thể. Hạp Sơn Đạo Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, thân thể người này vốn đã mạnh mẽ không thể tưởng tượng được, mà lại có thể thi triển bí thuật cổ quái biến hóa thành Sơn Nhạc Cử Viên cùng Thanh Loan. Hiện tại lại tiếp tục tu luyện thân thể, phải chăng hắn là một gã huyền tiên? Đoàn nhân ly suy đoán, có lẽ vậy, căn cứ thịnh minh tổ sư kể lại, người này bị trọng thương đã mất đi tiên thể, hôm nay thân ở linh hoàn giới cũng bị áp chế không nhỏ, miễn cứng có thể xem như một gã bán tiên. Hạp Sơn Đạo Nhân từ chối cho ý kiến, gật đầu nói. Dù chỉ là bán tiên cũng không phải là tồn tại mà một đại thừa bình thường có thể so sánh được, phải thật thận trọng. Đồng nhân trầm giọng nói ra, đồng đạo hữu nói rất đúng, việc này hết sức quan trọng, lại liên lụy tới hai tông, cần phải suy nghĩ một sách lược hợp lý đây cũng là lý do mà ta mời hai vị tới đây hạp sơn đạo nhân nghe vậy thần sắc ngưng trọng gật đầu nơi này dù sao cũng là địa bàn của hạp sơn đạo hiếu đối với hành động lần này hẳn phải có suy tính trước nguyện được nghe cao kiến đồng nhân ác nhìn về phía hạp sơn đạo nhân như có thầm ý nói hắc hắc đồng đạo hữu khách khí ta chỉ có chút kiến giải vẫn phải cần hai vị bổ sung không ít hạp sơn đạo nhân cười hắc hắc lúc nửa đêm bên trong cảnh nguyên quan mọi nơi đều yên tĩnh tất cả lầu các đều được màn đêm bao phủ. Duy nhất chỉ có đỉnh núi cửu cung sáng rõ như ban ngày. Sáu cột sáng to lớn rủ xuống từ trên tinh không, bạch quang chấp động ở giữa, tựa hồ đang từ từ giảm đi, hóa thành từng điểm ngân quang tiêu tán. Cả tòa tụ tinh đài tràn ngập từng mảnh bạch quang giống như sương mù. Trên đỉnh đài, Hàn Lập đang khoanh chân, nhắm mắt, toàn thân trong suốt, da thịt lưu động ngân quang. Cả người tản mát ánh sáng bóng loáng của kim loại, mỗi bắp thịt đều giống như tinh thiết, cứng cỏi vô cùng. Tại ngực bụng của hắn có sáu quang điểm màu lam lập lòe bất định, bắt mắt dị thường. Nhưng vào lúc này, sáu đạo hắc quang tán loạn, bay nhanh ra khỏi cột sáng, tụ vào hóa thành những bảo kính màu đen phong cách cổ xưa nhập vào cơ thể Hàn Lập. Sau một lúc, Hàn Lập chậm rãi mở mắt, thở dài một cái. Tại tụ tinh đài, được tinh nguyệt bảo kính gia trì, tầng thứ sáu của tiểu Bắc đầu tinh nguyên công cuối cùng cũng đại thành. Còn kém một bước nữa, Hàn Lập thì thào tự nói, sau đó đứng dậy bước một bước dài chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn cả tụ tinh đài chấn động thân thể hắn cũng lảo đảo không ngờ một cước lại dẫm thủng bậc đá lún sâu tới nửa bắp chân hàn lập thấy vậy không khỏi cười khổ không nghĩ tới tu thành tầng thứ sáu thân thể lại xuất hiện biến hóa rõ ràng như vậy vừa rồi hắn chỉ có chút lơ là trong việc khống chế lực đạo lỡ đạp chân xuống không ngờ lại có thể tạo thành sức phá hoại kinh người như vậy may mà nơi hắn đạp hỏng không nằm trong phạm vi của tụ tinh đài không gây ảnh hưởng gì bằng không khó mà giải thích được vừa nghĩ đến đây hắn không khỏi đưa tay sờ mũi. Bốn tên trưởng lão của cảnh nguyên quan cảm nhận được chấn động kịch liệt, khẽ giật mình, sau đó ba người nhao nhao nhìn về phía lão già hợp thể kỳ. Không có việc gì, không cần để trong lòng, lão già dâu bạc thoáng đánh giá một chút, liền truyền âm nói với ba người còn lại. Từ khi Hàn Lập tới đây tu luyện, đối với vị lực tu có thể so với tu sĩ đại thừa, hầu như lão đã tập mãi thành quen. Một người có thể quán chú lực lượng tinh thần khổng lồ luyện thân, còn có cái gì không thể làm đây? Hơn nữa Thái Thượng Đại trưởng Lão đã lệnh cho Lão, chỉ cần nghiêm mật theo dõi người này, tận lực không được tiếp xúc. Bên trên tụ tinh đài, Hàn Lập hít một hơi dài, cổ tay lật qua, lấy ra một tấm thuẫn màu xám dài khoảng hai thước. Thuẫn này thu được khi hỗn chiến ở Thiên Quỷ Tông, là một kiện pháp bảo phòng ngự, thật xui xẻo cho gã tu sĩ luyện hư nào đó. Toàn thân thuẫn được làm bằng sắt, trộn lẫn một tí luyện tinh, trên mặt thuẫn khắc không ít huyền ảo phù văn, phía trên có lưu quang lưu động, hiển nhiên có phẩm giai không thấp hắn rót vào trong thuẫn một chút pháp lực khiến linh quang ở mặt ngoài chấp động không thôi khởi động toàn bộ cấm chế ẩn chứa bên trong tiếp theo hắn cầm thuẫn bằng hai tay giơ lên cao phốc một tiếng linh quang ở mặt ngoài của tấm thuẫn ảm đạm tiếp theo bang bang liên tiếp vang lên cả khối thuẫn màu đen vặn vẹo biến hình giống như tượng đất bị xoắn thành một đoàn hàn lập thấy vậy vui vẻ trong lòng theo như ước tính của hắn lực lượng thân thể hôm nay đã tăng gấp đôi so với lúc trước hắn ngẩng đầu nhìn trời tâm tình dần bình phục lần nữa ngồi vào bắt đầu thất tinh tinh đồ, nhắm mắt điều tức. Ước chừng một canh giờ sau, Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, trong miệng tiếp tục tụng niệm khẩu quyết của tiểu bắc đầu tinh nguyên công tầng thứ bảy. Bắt đầu thất tinh ở chỗ sâu trên vòng trời, đột nhiên sáng rõ, phát ra ánh hào quang khác hẳn với những quần tinh xung quanh, hào quang bàng bạc, lúc sáng lúc tối. Lần này, trong màn đêm có tới bảy đạo cột sáng màu bạc trắng kiện vô cùng, giống như thực chất rũ xuống từ trên trời, oanh kích lên tụ tinh đài. Trên đài, tất cả tinh đồ, hầu như đồng thời đại phóng ngân quan, sáng óng ánh một mảnh. Xa xa nhìn lại, toàn bộ đài cao giống như được bao phủ bởi một tầng nhũ bạc. Chỉ nghe ầm ầm vang lên thật lớn, cả tòa cửu cung phong chấn động, mảng lớn ngân quang quét qua, một cỗ uy thế gấp 10 lần lúc trước ngân quang tản mát ra xung quanh, điên cuồng xoay tròn trên đài. Tầng quang cháo phòng hộ xung quanh tụ tinh đài bị cỗ cuồng phong tinh thần chi lực cuốn vào, lập tức vỡ vụn, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán không thấy. Bốn gã trưởng lão trấn thủ nơi đây luống cuống không kịp chuẩn bị, thậm chí một gã trưởng lão luyện hư còn bị đánh rất bay ra ngoài. Tên trưởng lão hợp thể phát hiện tình thế không ổn sớm hơn chút ít, một hơi tế ra vài món pháp bảo phòng ngự, miễn cưỡng chống được sự trùng kích của lực lượng tinh thần nhưng phải lui lại hơn trăm trượng trong hư không mới ổn định thân hình. Lão nhìn về phía Cửu Cung Phong tràn đầy kinh hãi cùng hoảng sợ. Chương 62: Khác thường. Cùng lúc đó, ở trên đỉnh một ngọn núi phía xa ngoài mấy trăm dặm, ba đạo nhân ảnh đứng sóng vai, đúng là ba người hạp sơn đạo nhân đồng nhân ác và đoạn nhân ly giờ phút này bọn họ đều đang nhìn lên màn đêm minh mông ở phía xa một đạo bạch quang trói mắt phút lên trời cao chỗ đó đúng là phương hướng của ngọn núi cửu cung cả ba đều im lặng không nói ngoại trừ từng cơn gió núi thỉnh thoảng lướt qua nhẹ nhàng khiến các góc áo bay lên phất phơ còn lại xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng bầu không khí có chút ngưng trọng sau một lúc lâu sự yên tĩnh này đã bị một người phá vỡ hạp sơn đạo hiếu đạo hữu gọi đây là sách lược vẹn toàn sao chứ để mặc người này bình yên tu luyện thực lực tăng tiến lớn như vậy sao đoạn nhân ly chậm rãi mở miệng nói tại ta cân nhắc không chu toàn xem ra hắn đã tìm ra được phương pháp khôi phục thương thế hạp sơn đạo nhân thở dài trả lời với vẻ bất đắc dĩ việc này không nên trì hoãn nữa đồng nhân ác lạnh lùng tiếp lời đồng đạo hữu nói rất có lý chúng ta vốn đã chuẩn bị hoàn chỉnh chỉ là vẫn muốn cân nhắc cẩn thận thêm một chút thế nhưng bây giờ thật sự không thể đợi thêm nữa. Giọng nói của Hạp Sơn đạo nhân trầm xuống, đáng ra phải động thủ từ sớm. Đoạn Nhân Ly thì thào nói một tiếng, trong tay áo song quyền nắm chặt, đôi mắt sáng lên vài phần kích động. Sáng sớm hôm sau, phía sau Thánh Hỏa Phong tại Lãnh Diễm Tông, bên trong tiểu viên ngói xanh trong lòng tử trúc lâm, Tư Mã Kính Minh khoanh tay đứng trước cái bàn xung quanh đàn hương lượn lờ, trên vách tường là bộ ba bức họa. Y đang cung kính bẩm báo cái gì đó lúc này trên bức họa oánh quang lưu truyền một đạo nhân ảnh hiện ra lăng không đứng gương mặt ngay ngắn hai mắt long lanh đúng là lãnh diễm lão tổ người nói hàn lập hôm nay đã bắt đầu tu luyện tầng thứ bảy của công pháp lãnh diễm lão tổ ho nhẹ một tiếng chậm rãi hỏi theo như thiên địa dị tượng hôm qua truyền lại quá nửa là như vậy lão tổ người này đến cùng thân phận là như thế nào tốc độ tu luyện như thế thật là không thể tưởng tượng nổi tư mã kính minh thoạt tiên khẳng định sau đó lại có chút phân vân, vân hắc hắc, thân phận gì ta không rõ lắm, nhưng ta vừa biết được, bây giờ vị hàn đạo hữu này đang bị một tổ chức lớn trên tiên giới treo thưởng lùng bắt. Giải thưởng rất lớn, đến ta cũng có chút động tâm. Tịnh minh lão đạo quanh năm bế quan không hề xuất hiện vậy mà gần đây đã khởi hành đến thành hắc thủy để gặp cốt xiêm lão quỷ. Theo ta thấy, e rằng thiên quỷ tông cùng cảnh nguyên quan đã không muốn an phận rồi. Lãnh diễm lão tổ hắc hắc một tiếng, không nhanh không chậm nói. Vậy chúng ta có nên, tư mã kính minh nghe vậy cả kinh, vẻ mặt lập tức lộ ra một tia cổ quái. có nên hùa theo toàn tính của hai phái kia cũng tới kiếm một chén canh phải không? lãnh diễm lão tổ trực tiếp ngắt lời. tư mã kính minh biết mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng. vị hàn đạo hữu này, tịnh minh lão đạo cùng diêm lão quỷ đều chưa tự mình gặp, thế nhưng bản thân ta đã từng giao thủ qua. người này tuyệt không đơn giản. vừa nãy nghe ngươi nói hắn đã tu thành tầng thứ sáu tiểu bắc đấu tinh nguyên công, ta càng thêm vững tin điều này. chỗ tốt mặc dù khiến người động tâm nhưng cũng phải có mạng để hưởng mới được. Lãnh Diễm lão tổ thâm ý sâu sắc nói, "Xin nghe lời dạy bảo." Tư Mã Kính Minh nghe vậy, vội vàng đáp, "Đêm khuya, trên đỉnh tụ tinh đài, Hàn Lập ngồi xếp bằng, toàn thân đắm chìm vào trung tâm của vòng xoáy ngân quang được tạo thành do bảy đạo cột sáng màu bạc rủ xuống. Lực lượng tinh thần minh mông từng giây từng phút từ bốn phương tám hướng hướng chen chúc chui vào cơ thể, rèn luyện cho thân thể của hắn. Thân hình hắn vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm lại dùng phương pháp nhất tâm nhị dụng suy nghĩ sự việc hiện tại. Tiểu Bắc đấu tinh nguyên công lúc tu luyện đưa tới thiên cơ dị tượng kinh người, lực lượng tinh thần cuồng bạo quét sạch phía dưới, khiến cho cấm chế phòng hộ chung quanh tụ tinh đài nứt vỡ. Bốn gã trưởng lão cảnh nguyên quan bị đánh bay nhưng sau khi rời đi lại không xuất hiện nữa, mà vị Hạt Sơn đạo nhân đối với sự tình này chẳng hề quan tâm, tựa hồ đối với hắn yên tâm quá mức. Việc này vốn cũng không có gì, nhưng thời gian gần đây hắn rõ ràng cảm ứng được trong phạm vi một hai trăm dặm phụ cận tụ tinh đài, tu sĩ cảnh nguyên quan bất ngờ lần lượt ly khai động phủ, không hề trở lại. Mới đầu hắn không nghĩ gì, dù sao tông môn có người ra ngoài du lịch hoặc chấp hành nhiệm vụ trường kỳ không về, cũng là sự việc bình thường, nhưng loại tình huống này về sau tiếp tục diễn ra rốt cuộc khiến hắn phải chú ý, lòng cảnh giác không khỏi tăng lên một phần. Mà ngay mới vừa rồi, hắn chẳng biết tại sao trong lòng mơ hồ có chút bất an, có một loại cảm giác không ổn âm thầm nhói lên. Hàn Lập suy nghĩ một chút, triệt tiêu một phần lực lượng tinh thần buông xuống sau đó sử dụng thần thức nhanh chóng tìm tòi mọi thứ trong vòng phạm vi mấy trăm dặm. Vào thời khắc này, toàn bộ hư không phía trên đột nhiên mơ hồ, tiếp theo một đường trắng bạc vô cùng to dài im hơi lặng tiếng hiển hiện ra, giống như đem khoảng trời xung quanh xé toạc thành hai nửa, cực kỳ quỷ dị. Xuy suy suy, phù văn màu bạc rậm rạp, chẳng chỉ từ trong đường trắng bạc tuôn ra, cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Phù văn vừa xuất hiện, liền quay tít một vòng, hóa thành vầng sáng bao quanh một mặt trăng bạc từ từ lộ ra, hầu như nhuộm trắng toàn bộ không gian xung quanh. Những vầng sáng màu bạc giao hòa vào nhau, một vầng trăng bạc cực lớn ngưng hiện, vô cùng cường đại, tản mát ra ánh sáng chói lọi, khiến cho hết thảy chung quanh biến sắc trở nên ảm đạm. Nói ra thì rất dài dòng, nhưng kỳ thật chỉ là sự tình trong chốc lát, ngay khi ngân nguyệt to lớn trong nháy mắt hình thành, ánh sáng đầy trời khiến toàn bộ tinh quang cũng biến mất. Hàn Lập thấy vậy, không nói gì, thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt rời khỏi phạm vi ngọn núi cửu cung, chớp động mấy cái, liền bay bên ngoài hai ba mươi dặm. Vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh, tại khoảng cách ngoài mấy chục dặm của cửu cung phong oanh một tiếng, cự thạch lăn xuống, mặt ngoài hiện ra một phù văn màu trắng khổng lồ chừng trăm trượng, cũng phóng ra một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to, bay thẳng đến chân trời. Ngay lúc đó, một hướng khác của ngọn núi cũng chấn động mạnh một cái, phóng lên một đạo lục quang vô cùng to lớn. Ầm ầm liên tục tám tiếng nổ, bên trong phương viên trăm dặm của cửu cung phong nhìn không chút gì thu hút tại thời khắc này đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh ở bên trong phù văn phóng ra các cột sáng cực lớn màu sắc khác nhau phù văn các màu chẳng chỉ tại cột sáng hiện ra xung quanh sau đó vô cùng nhanh chóng kết nối lại trong chớp mắt ngưng tụ thành một màn sáng vô cùng lớn lấy phương viên phạm vi trăm dặm của ngọn núi cửu cung làm trung tâm đem bao phủ vào bên trong trên màn sáng phù văn đủ mọi màu sắc lưu động không thôi phát ra những tiếng vang sắc nhọn quái dị suy suy cách rất xa cũng có thể cảm nhận được ở trên đó sự chấn động của linh lực cực kỳ kinh người. Bên trong màn sáng, ở một chỗ trong hư không, Hàn Lập thu lại độn quang, thân hình dừng lại, nội tâm có chút trầm xuống. Tuy rằng không biết cảnh nguyên quan có mưu đồ gì, bất quá xem ra cuối cùng đã sinh ra ác ý đối với mình. Hắn đưa mắt quan sát chung quanh, đôi người hiện ra một tầng lam mang, tuy nhiên hắn khẽ cao mày. Cấm chế khổng lồ này huyền diệu khó lường, vượt xa quỷ vương thiên trụ trận của thiên quỷ tông ngày đó với kiến thức của hắn nhất thời nửa khắc cũng chưa nhìn được nhược điểm gì lúc này thân hình hàn lập không chút do dự bắn ra trong chớp mắt đi tới trước màn sáng năm màu sáu đoàn ánh sáng màu lam chỗ ngực bụng lóe lên một quyền lập tức hướng một chỗ trên màn sáng hung hăng đánh ra một tiếng vang long trời lở đất mặt ngoài màn sáng run lên hào quang trật hiện hiện ra một vết lõm của dấu quyền cực lớn xung quanh vết lõm ngũ sắc phù văn chằng chịt nhao nhao lao tới khiến cho bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ khôi phục của vết lõm vết lõm chưa kịp khôi phục hoàn toàn oanh lại một quyền đánh vào đúng vị trí chỗ lõm màn sáng kịch liệt run rẩy tựa hồ sau một khắc muốn tan vỡ ngay tại thời điểm quyền thứ ba của hàn lập giơ lên chưa kịp đánh ra ở giữa không trung ngân nguyệt cực lớn bỗng nhiên sáng ngời từ trong suốt ra vạn luồng ngân quang bên trong sen lẫn vô số phù văn màu bạc cuồn cuộn hội tụ một chỗ hình thành một cột sáng cực lớn đủ để bao trùm phương viên trăm dặm hàn lập chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang lóe lên sau một khắc liền khôi phục như ban đầu nhưng bản thân mình đã xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ đây là một sa mạc hoang vu rộng lớn vô luận từ phương hướng nào nhìn đến cũng đều là chỉ một mảnh hoang vu khắp nơi trên mặt đất đều là những tảng đá lớn màu xám thỉnh thoảng còn có một hố sâu cực lớn tựa hồ do bị thiên thạch va chạm vào bầu trời dày đặc những đám mây màu xám cho bay lơ lửng nhưng rất thấp tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ép xuống làm cho người ta có một loại cảm giác bị đè nén cực kỳ lại là động thiên pháp bảo sao hàn lập thì thào tự nói một tiếng lập tức thả thần thức ra kết quả những nơi thần thức đi qua ngoại trừ mặt đất hoang vu chính là hố sâu cự thạch trừ những cái đó ra không còn gì khác hắn suy nghĩ một chút thần thức ngưng tụ thăm dò bên trong đám máy màu xám cho nhưng khi thần thức mới tiến vào lại có một cảm giác rất gian nguy bốn phía hỗn loạn mặc dù hắn thúc giục luyện thần thuật thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được xa hơn 10 trường, thế nhưng tình hình đại khái giống nhau. Đám mây màu xám cho không biết là thứ cổ quái gì, lấy thần thức mạnh mẽ của hắn cũng không thể xuyên thấu hoàn toàn. Ánh mắt Hàn Lập chấp động, vừa thu lại thần thức, tại thời điểm hắn có ý định dùng thủ đoạn khác dò xét, đám mây xám cho trên đỉnh đầu đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, ù ù rung động. Sau một khắc, từng đạo hoàng mang như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất mỗi một đạo hoàng mang sau khi hạ xuống bốc lên thành một quả cầu nhanh chóng bành trướng mơ hồ biến hình hóa thành một đại hán màu vàng kim óng ánh những đại hán này cùng người bình thường không khác nhau bao nhiêu làn da màu vàng kim óng ánh bề mặt mơ hồ có vầng sáng màu vàng lưu chuyển eo quấn khăn vàng cầm trong tay các loại vũ khí giống hệt hoàng cân lực sĩ trong truyền thuyết bọn chúng tuy rằng cùng người bình thường thoạt nhìn giống nhau bất quá trên thân thể không có chút khí thức nào của vật sống trên mặt biểu hiện vẻ khô khan, giống như khôi lỗi bình thường. Không đến một lát sau, xung quanh liền xuất hiện gần ngàn tên lực sĩ, đông như quân nguyên, bao vây hàn lập vào giữa. Cảnh tượng bất ngờ này khiến hắn có chút ngẩn ra. chương 63, giải độ thành binh, thân hình của những hoàng cân lực sĩ cực kỳ linh hoạt. Chúng cầm trong tay đủ loại binh khí như đao, thương, kiếm, búa. Cả đám đáp xuống từ giữa không chung. Hai chân đạp đất nhảy lên như những con chim lớn màu vàng sau đó lại chạy như điên về phía trước, truyền ra những tiếng vù vù đinh tai nhức óc trong chốc lát đại quân lực sĩ từ bốn phương tám hướng che kín bầu trời ảo ạt à tấn công hàn lập tạo nên thanh thế khiến người ta sợ hãi đến cùng cực hàn lập vẫn đứng nguyên tại chỗ bình tĩnh quan sát mọi phía sau một khắc một gã hoàng cân lực sĩ đầu tiên đã lao tới một thanh trường thương trên tay gã đâm đến huyễn hóa ra đạo đạo thương ảnh phát ra tiếng rít chói tai bao phủ hơn nửa thân thể hàn lập Hàn lập khẽ cao mày, không những không lùi mà còn xông thẳng về phía những thương ảnh kia, sau đó đột nhiên xòe tay bắt lấy một thanh trường thương với tốc độ nhanh như chấp giật. Một luồng cự lực mạnh mẽ từ cánh tay vào tới, khiến thân thể gã lực sĩ kia không khỏi rung lên nhưng rất nhanh nó đã có thể đứng vững trở lại. Điều này khiến cho Hàn Lập không khỏi có chút ngạc nhiên. Sức mạnh của Hoàng Cân lực sĩ quả thực kinh người, cánh tay bắt lấy trường thương hướng phía sau kéo một cái, lập tức khiến tên lực sĩ lảo đảo, tay kia của Hàn Lập vung quyền đánh ra. Phanh, trường thương rời khỏi tay tên lực sĩ, người nó bắn ngược trở lại, và mạnh vào L mười mấy tên hoàng cân lực sĩ phía sau một đoạn mới dừng lại được. Tên lực sĩ chờ mình một cái, lập tức đứng lên, trước ngực hiện ra một vết lõm của quyền ảnh. Động tác của nó chậm hơn so trước đây một chút nhưng vẫn lì lầm hợp sức với đám lực sĩ còn lại tiếp tục lao đến tấn công Hàn Lập. Hàn Lập cầm trong tay trường thương tiện tay ném về phía sau, đánh bay một đám lực sĩ. Nhưng khi hắn quay đầu lại, mắt thấy cảnh này liền nheo lại vừa mới rồi một quyền kia của hắn dùng tới năm thành công lực đủ để đánh nát một ngọn núi vậy mà không thể đánh chết được một gã hoàng cân lực sĩ lúc này số lượng lớn hoàng cân lực sĩ đã chen chúc lao tới hàn lập hừ lạnh một tiếng bước chân xê dịch thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh di chuyển đồng thời hai nắm tay vung lên đột nhiên trở nên mơ hồ vô số quyền ảnh hiện ra hướng bốn phương tám hướng đánh tới lập tức một tiếng nổ lớn phanh phanh từng tên hoàng cân lực sĩ đều bị một vết quyền ảnh lõm sâu trước ngực, lập tức bắn ngược trở lại đụng vào các lực sĩ đằng sau ngã thành một mảnh, thế công hung hăng kinh người mới chịu dừng lại một chút. Những tên lực sĩ phía sau bị ngã xuống đất trở mình một cái, rồi lần nữa nhao nhao đứng lên. Ánh mắt hàn lập trở nên lạnh lẽo, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt đám hoàng cân lực sĩ vừa mới bị đánh bay, không chút trần trừ đánh một quyền đánh vào đúng vị trí giấu quyền trên ngực tên lực sĩ. Giặc giặc, thân thể hoàng cân lực sĩ run lên, bên ngoài thân hiện ra từng vết giạt, từ trong bắn ra từng đạo ánh sáng màu vàng, thân thể gã ẩm ẩm vỡ vụn ra, hóa thành hoàng vụ phiêu tán đầy trời. Hàn lập dừng lại một chút, thân thể của hoàng cân khôi lỗi tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không phải là không thể đánh chết. Hoàng cân lực sĩ xung quanh một lần nữa giống như thủy triều, chen chúc lao tới. Hàn lập hít nhẹ một hơi, ngực, bụng lóe lên ánh sáng màu lam, hiện ra sáu cái quang điểm. Thân thể theo đó phòng to dữ dội, sau đó trái phải nhoáng một cái huyễn hóa ra vài đạo thân ảnh mơ hồ phanh 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 thân thể của bảy tám tên hoàng cân lực sĩ phía trước bị hất ngược trở lại sau đó lập tức nổ tung hai tay hàn lập múa thành một cỗ vòi rồng những nơi đi qua hiện ra từng đạo quyền ảnh rậm rạp chằng chịt những tiếng vang mãnh liên tiếp nổ ra khắp nơi những tên lực sĩ trong phạm vi vài chục trượng xung quanh hắn đều bị đánh bay ra ngoài thân thể nhao nhao vỡ vụn hóa thành một đám hoàng vụ bồng bềnh dù thân thể những tên lực sĩ này dù vô cùng cứng rắn nhưng dưới sức mạnh của tiểu bắc đầu tinh nguyên công căn bản không đáng nói. Tại một hải vực đen kịt, bao la bát ngát trên tiên giới. Trên mặt biển, âm phong gào thét, khói đen tràn ngập, từng đạo sóng đục ngập trời cao hơn 10 trượng, không ngừng xoáy lên. Tại chỗ khói đen nồng đậm nhất trong hải vực, có một tòa thành trì to lớn màu đen lơ lửng ở trên, bốn bể yên tĩnh. Thành này cao hơn trăm trượng, rộng chừng trăm dặm, trên cửa chính phía bắc khắc ba chữ cổ to hắc thủy thành ngoại thành vô cùng rộng lớn được xây từ những viên đá vuông màu đen khổng lồ dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra như thủy tinh sáng bóng bên trong thành lại bình thường như thế tục cũng có dòng sông đồng ruộng thảm thực vật cây rừng cũng có đường đi ngang dọc cửa hiệu buôn bán khắp nơi trong đó có thể thấy rất nhiều người đi lại trên đường như nước chảy nội thành cũng không phải là vùng đất bằng phẳng càng tới gần nội thành địa thế lại càng cao kiến trúc phân bố lại càng chặt chẽ cung điện lầu các cũng càng to lớn Tại chỗ địa thế cao nhất của toàn bộ đại thành có một tòa thành nhỏ bên trong, xung quanh có một dòng sông màu đen tạo thành ranh giới ngăn cách với bên ngoài. Trong nội thành này, có đình đài, lầu các lung linh, tinh xảo, lại có những căn thủy tả tú lệ, tĩnh mịch. Bên trong thỉnh thoảng phân bố từng hòn non bộ ở chỗ hoa viên. Tại vị trí trung tâm là một bình đài rộng lớn, trên đài là một tòa lầu các ba tầng mái hiên sừng sững, được làm bằng gỗ, màu đỏ son đấu cùng giao thoa, ngói vàng lưu ly li che đỉnh, trên có điêu khắc rồng phượng, vô cùng tinh xảo, hoa mỹ. Trong tầng cao nhất, cửa sổ bốn phía đều mở rộng, nhìn khắp mọi nơi, tầm mắt cực kỳ rộng lớn, chẳng những đem phong cảnh nội thành thu hết vào mắt, mà còn đem một vùng lớn hải vực màu đen ngoại thành nhìn một lượt là thấy hết. Bên trong lầu các, bầy biện rất đơn giản, ở giữa đặt một bàn trà hình vuông, còn có một cái bổ đoàn hình tròn bằng tơ. Ở trên bàn trà là một cái lư hương bằng đồng màu đỏ sẫm, khói xanh bay lượn lờ khắp nơi, mùi thơm tràn ngập cả gian phòng. Phía bên phải trên bồ đoàn, một lão giả gầy gò, râu tóc xám trắng đầu đội mũ quan có hoa sen tím đang khoanh chân ngồi, trên tay đang cầm một chén trà nhỏ rất đẹp đẽ, nhẹ nhàng thưởng thức. Bên trong chén trà nhỏ, màu nước trà xanh biếc, đẹp hơn cả ngọc phỉ thúy, hương thơm chỉ thoang thoảng, còn bị mùi đàn hương lấn át nhưng khi vào miệng lại vị cực kỳ tinh tế, linh khí nồng đậm, làm cho người ta vô cùng dễ chịu. Lão giả gầy gò chậm rãi buông chén trà nhỏ, thật lòng tán thưởng nói, cốt diễm đạo hiếu, linh trà hắc thủy quả nhiên danh bất hư truyền. Tịnh Minh đạo hữu quá khen, nếu đạo hữu thích, chỉ bằng lấy một chút mang về." Đại Hán chán rộng, mặt vàng như nến, hình dáng tiểu tụy phía đối diện đáp lại một cách lạnh nhạt. "Lúc trước bởi vì còn vướng tông môn dưới hạ giới, ta cùng Diêm huynh ít khi qua lại, sau này chúng ta nên hợp tác nhiều hơn một chút, cùng nhau phát triển mới phải." Khuôn mặt Tịnh Minh đạo nhân lộ vẻ tươi cười ấm áp. "Nếu lần này có thể bắt được người kia, dĩ nhiên sẽ cùng hợp tác tìm kiếm bí mật có thể giấu trên người hắn." Cốt diễm tán nhân gật đầu đáp lại, lại nói tiếp, người này rốt cuộc có thân phận như thế nào, Diêm Huynh đã từng dò xét ra chưa? Tịnh Minh đạo nhân nghiêm mặt một chút, mở miệng hỏi. Sau khi nhận được thông tin từ đạo hiếu, ta có tìm hiểu qua nhưng cũng không thu được tin tức gì. Còn ngươi thì sao, có phát hiện được gì không? Cốt diễm tán nhân lắc đầu, hỏi ngược lại, cũng giống đạo hiếu, ta không tìm được thông tin chi tiết về người này. Thập phương lầu để lộ rất ít tin tức, chỉ biết là người ủy thác nhiệm vụ có lai lịch không nhỏ, nhưng cụ thể thế nào thì không nói rõ. Tịnh Minh Đạo Nhân khẽ thở dài một tiếng, càng là như thế, ta càng cảm thấy hứng thú đối với bí mật có khả năng được che giấu trên người hắn. Xem ra chỉ có thể tra hỏi kỹ càng một phen, cốt diễm Đạo Nhân hắc hắc một tiếng nói, hắc hắc, xem ra Diêm Huynh rất tự tin với việc bắt được hắn, chắc là Huynh có bí bảo ban cho môn hạ đệ tử sử dụng rồi. Tịnh Minh Lão Đạo tỏ vẻ cởi mở, cười cười, hỏi dò. Còn đạo hữu chẳng lẽ không ban vật áp dương? cốt diễm tán nhân lườm lão giả gầy gò nói lão kia không thèm để ý cười cười nói để tránh xảy ra sai sót tự nhiên là có rồi mới đây dưới cơ duyên xảo hợp ta tìm được một ít binh đậu nửa tháng trước mới thành công chuyển hóa thành đạo binh lần này vừa vặn dùng đến nên đã ban cho bọn chúng cốt diễm tán nhân thấy đối phương không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều nữa tùy ý nói ra gầy gò lão giả nghe vậy thần sắc liền biến đổi lộ ra vẻ giật mình không ngờ lại là đạo binh diêm đạo hữu thật đúng là có phúc tạo hóa kinh người cái đó chỉ là đạo binh dưới tam phẩm trong hoàng cân đạo binh mà thôi không đáng nhắc tới cốt diễm tán nhân cua cua tay áo thể hiện bộ dạng không để ý chỉ là ở sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ tự đắc không dễ phát hiện cho dù là đạo binh dưới tam phẩm cũng đã vượt xa pháp bảo bình thường có bảo vật này họ hàn dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ bị bắt như trở bàn tay tịnh minh đạo nhân nói ra giọng nói lộ rõ sự hâm mộ không hề che giấu Cốt diễm tán nhân nghe vậy, cười mà không nói. Lúc này, tịnh minh đạo nhân bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, nhíu mày hỏi, đúng rồi, tên hàn lập này trên danh nghĩa còn là ngoại môn trưởng lão của lãnh diễm tông, tên lãnh diễm kia sẽ không tự nhiên chen ngang, cản trở chứ. Nếu hắn không sợ từ nay về sau linh hoàn giới chỉ còn lại hai đại tông môn đỉnh cấp thì có thể tới thử một lần. Sắc mặt cốt diễm tán nhân phát lạnh, cười gần rồi nói. Tịnh minh đạo nhân gật gật đầu, gương mặt gầy gò cũng thoáng lộ ra vẻ tươi cười. Trong không gian thần bí, tại một chỗ màu xám dày đặc trên tầng mây, có ba bóng người đứng thẳng trong hư không. Đúng là đồng nhân ác, hạp sơn đạo nhân và đoàn nhân ly. Trên tay đoàn nhân ly lúc này là một cái hồ lô vàng. Miệng lão lầm nhầm, hồ lô lớn chừng nửa người, mặt ngoài sáng lên từng vòng kim quang. Mặt ngoài khắc đầy phù văn ly ti lập lè, từ miệng hồ lô thoát ra vô số chữ nhỏ màu vàng cùng loại, phiêu động không thôi đồng thời tản mát một cỗ khí thế xuất thần miệng lão phát ra từng trận chú ngữ huyền ảo tối nghĩa tại miệng hồ lô một cỗ hào quang màu vàng lượn lờ từ trong bay ra từng hạt giống như đậu màu vàng nhao nhao hướng phía dưới bay đi những hạt đậu này vừa chạm vào tầng mây thì trên tầng mây lập tức hiện ra từng cái vòng xoáy nhỏ tinh tế kéo vào sau đó liền thôn phệ không còn thấy bóng dáng đây chẳng lẽ là giải đậu thành binh không nghĩ tới quý tông có thể thi triển tiên thuật trong truyền thuyết như thế hạt sơn đạo nhân nhìn hồ lô màu vàng trong tay đoàn nhân ly vẻ mặt cực kỳ hâm mộ kiến thức của Hạp Sơn đạo hữu quả thật bất phàm, chẳng qua tu vi nông cạn của chúng ta làm sao có thể nắm giữ hoàn toàn bí thuật tiên gia, chỉ là dựa vào tiên bảo này do tổ sư ban thưởng mới có thể miễn cưỡng triệu hồi ra một ít đạo binh mà thôi. Đồng nhân ác trả lời một cách bình thản, chương 64, đồng loạt ra tay, thì ra là thế, thân thể của tên Hàn Lập kia cực kỳ cứng rắn, thủ đoạn bình thường không dễ đối phó. Dùng hoàng cân đạo binh xuất thủ trước, trước tiên tiêu hao khí lực của hắn. Hành động này rất hay, Hạp Sơn đạo nhân gật gù tỏ vẻ tán dương, phối hợp cùng với động thiên chi bảo của Hạp Sơn đạo hữu cũng chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Hiện giờ, tuy đã thành công bước đầu nhưng muốn kẻ này chịu tội có khi cần đến ba người chúng ta đồng loạt xuất thủ. Đồng nhân ác trầm ngâm nói, cũng đã đến lúc Hạp Sơn đạo hữu có thể cho chúng ta xem tình hình trong đó như thế nào chứ. Đoàn nhân Ly dừng niệm chú ngữ, quay đầu nhìn lại. Hạp Sơn đạo nhân gật đầu, giơ tay lên, một đạo tia sáng trắng bay ra bên trong mơ hồ có một viên ngọc màu bạc to bằng quả trứng gà. Viên ngọc quay tít một vòng, rồi xuất hiện trong hư không trước mặt ba người. Phốc một tiếng, viên châu bạo liệt, một đoàn khói mù màu bạc tràn ngập phía dưới, ngưng tụ thành một tấm kính màu bạc lớn bảy tám trượt, lúc đầu hơi mơ hồ rồi sau đó dần huyễn hóa ra trên bề mặt một bức họa. Ba người nhìn tình hình trong bức họa, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy trong hình, từng hoàng cân lực sĩ từ trên trời lao xuống, tựa như thủy chiều tấn công thanh niên cao lớn ở chính giữa từ bốn phương tám hướng thanh niên cao lớn khai động thân hình cũng không dùng quá nhiều động tác từng đạo quyền ảnh đánh ra bốn phía hoàng cân lực sĩ xung quanh như bù nhìn đụng vào quyền ảnh liền bị lăng không đánh bay đi nổ tung thành ánh sáng màu vàng căn bản trong phạm vi 10 trượng không cách nào tới gần người thanh niên từ đầu tới giờ bất quá mấy hơi thở công phu đã tầm bảy tám chục hoàng cân lực sĩ bị đánh cho tan nát thân xác thanh niên thong dong động tác không có chút nào chậm chạp tựa hồ đánh nát những đạo binh này căn bản không hao phí bao nhiêu khí lực đúng lúc này phốc một tiếng mặt kính màu bạc vặn vẹo một hồi rồi tán loạn một lần nữa hóa thành mảng khói mù lớn rồi tiêu tán điều này điều này sao có thể xảy ra sắc mặt đoàn nhân ly có chút khó coi những hoàng cân đạo binh này tuy rằng không hiểu bất cứ bí thuật công pháp gì nhưng thân thể đều rất cứng rắn có thể so với lực tu đẳng cấp cao nếu chúng ta bị hơn trăm tên vây quanh cũng cảm thấy khó giải quyết, nhưng tên Hàn Lập như thế nào lại có thể tự nhiên ứng phó, xem ra chúng ta đã đánh giá thấp hắn. Đồng nhân ác nhân mặt, chẳng lẽ thương thế của hắn đã khôi phục sao? Hạp Sơn Đạo Nhân trầm giọng nói ra, trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Nếu có thể dễ dàng phục hồi như cũ, hắn cần gì phải rời tiên giới mà đi tới linh hoàn giới này? Việc đã đến nước này, hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm cho xong. Dựa theo kế hoạch bàn bạc lúc trước, ba người chúng ta tự mình động thủ để tránh đêm dài lắm mộng đồng nhân ác lạnh lùng nói bên trong không gian động thiên hàn lập nhoáng một cái đã tránh được mấy tên hoàng cân lực sĩ giáp công cánh tay phải hơi vung bảy tám đạo quyền ảnh hiện ra mỗi một quyền đều chuẩn xác đánh vào đầu từng gã lực sĩ phanh 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 đầu cả bảy tám tên lực sĩ bạo liệt thân thể bắn ra ngoài phốc một tiếng hóa thành một đám hoàng vụ một loạt động tác đều gọn gàng như nước chảy mây trôi trong thời gian ngắn đã có gần 20 tên lực sĩ bị đánh tan. Trải qua một đoạn thời gian quần chiến, hiện giờ trong mắt hắn, những hoàng cân lực sĩ này đã không đáng để lo, tốc độ xuất hiện của những lực sĩ ở xung quanh đã không so kịp tốc độ giết đi của hắn rồi. Khi số lượng lực sĩ đã giảm bớt hơn nửa, hai mắt hàn lập lam mang chấp động, nhìn lên tầng mây màu xám bên trên, ý đồ tìm chút manh mối, hòng có thể tùy thời một lần phá tan tầng mây, dò xét chút ít huyền cơ. Cùng lúc đó, trên bầu trời hoàng mang dừng lại, ở một chỗ đám mây xám rung động mạnh, từ không trung tách ra một lỗ hổng rộng hơn 10 trượng, từ trong đó ba đạo độn quang giáng xuống, nhập lại rồi tản ra lơ lửng trên không trung. Hào quang thu lại, lộ ra ba người, Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, hai mắt hắn híp lại một cái. Ngoại trừ Hạp Sơn đạo nhân to như ngọn núi, trên tay còn nâng hồ lô màu vàng và đoàn nhân ly, bên cạnh còn có một lão hói, thấp bé, áo đen. Hạp Sơn đạo hiếu, xem ra người đã liên thủ với thiên quỷ tông rồi. Thật có chút đáng tiếc, Hàn Lập nói ra một cách bình thản, Hàn Đạo Hữu điều này không thể trách Bần Đạo được. Thật sự là người đắc tội với người không nên đắc tội. Bần Đạo cũng là có chút bất đắc dĩ phải theo thôi. Hạp Sơn Đạo Nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra, a à, xem ra ra mặt đoàn Đạo Hữu cũng không mỏng. Hàn Lập mơ hồ nghĩ tới điều gì, nhưng mặt không đổi sắc nhìn về phía đoàn nhân ly, mỉa mai. Hàn Đạo Hữu có được thực lực bực này, tại linh hoàn giới có thể hô mưa gọi gió. Nếu chỉ vì trăm cân âm thần thạch mà nói thì thiên quỷ tông ta như thế nào lại gây chiến? Lão hói áo đen ngượng cười, nói vài tiếng. Nếu ta đoán không sai, các hạ hẳn là đệ nhất tu sĩ thiên quỷ tông đồng đạo hữu rồi. Không biết cuối cùng tại hạ đã đắc tội với người phương nào, để phiền ba vị đồng thời ra tay vậy. Hàn lập xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía lão giả nói. Khục, hàn đạo hữu nếu muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ phải thất vọng. Động thủ, lời nói đồng nhân ác còn chưa dứt, tay áo gã đã run lên tế ra một quyển cổ thư tối tăm mờ mịt, tay còn lại hướng cổ thư chỉ vào. Cổ thư lập tức sàn sạt nhanh chóng lật qua lật lại, từng đạo lưu quang màu xám trắng từ trong trang sách nhanh chóng bắn ra, lập tức hóa thành một quái điểu đầu ưng, có đuôi bò cạp trên lưng, to chừng 6 7 trượng, xoay tròn trong chớp mắt liền có vài chục đầu quái điểu hiện ra, hai cánh giang rộng bay lượn ở trên không. Hàn đạo hữu, đắc tội. Hạp Sơn đạo nhân nói xong, một tay đơn giản giơ lên, một kiện pháp bảo hình tròn màu lam nhạt bay ra rất nhanh, tức thì lóe lên chui vào bên trong đám mây xám trên không trung. Tiếp theo, y duỗi một ngón tay hướng không trung rồi ngưng thần một chút. Oanh long long, tầng mây dày đặc lập tức cuồn cuộn, phát ra ánh sét kinh thiên, từng đạo điện mang màu xám đen to lớn hiện ra trong tầng mây, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Đoàn Nhân Ly lẩm nhẩm niệm chú, mặt ngoài hồ lô trong tay y lượn lờ phù văn màu vàng, phát ra tiếng gào rít sắc nhọn, hàng trăm hạt đậu màu vàng từ miệng hồ lô bắn ra, mỗi hạt rơi xuống hóa thành một hoàng cân lực sĩ ba người tựa hồ như đã trao đổi đồng loạt thi triển thủ đoạn động tác trong tay hàn lập vẫn không dừng ánh mắt hắn nhìn vào cái hồ lô màu vàng kia hiện ra một chút ngạc nhiên thì ra đám hoàng cân lực sĩ ban nãy đều đến từ đó ý nghĩ này trong đầu hắn chỉ lướt qua sau một khắc tay kia run lên quyền ảnh rậm rạp chằng chịt hiện ra quét ngang xung quanh phóng ra một hơi đem hoàng cân lực sĩ trong phạm vi vài chục trượng đánh bay tiếp đến thân hình hắn nhảy lên lao nhanh về phía đoàn nhân ly đối phương khổ công giam hắn vào trong không gian động thiên chi bảo, tất nhiên đã có chuẩn bị chu đáo, tuyệt sẽ không chỉ có những thủ đoạn bên ngoài này, hắn nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nhưng vào lúc này, giữa không trung con quái điểu lượn quanh một vòng, liền có hơn 10 đầu, hai cánh giang rộng, hướng chỗ hàn lập đáp xuống. Thân hình chưa đến, đuôi bò cạp trên lưng quái điểu hướng về phía hàn lập bắn đến. ầm ầm một tiếng nổ lớn, vô số hắc tuyến vô cùng nhỏ như mưa rào, gió bão bắn xuống, đem Hàn Lập ở dưới bao phủ vào trong đó. Hàn Lập gặp tình hình này, nhẹ nhàng lắc đầu vai một cái, mang theo liên tiếp tàn ảnh biến mất, khiến toàn bộ công kích của quái điểu đều thất bại. Thân hình hắn vừa mới đứng vững ở cách đó không xa lại vung quyền đánh bay hai gã lực sĩ về phía sau. Phía trên, tiếng xé gió tái khởi, thình lình lại mấy chục đầu quái điểu hướng xuống hắn sông tới. Cùng lúc đó, trên không trung một tiếng sấm sét giữa trời quang, một đạo điện xà màu nâu đen thô to, khí thế vô cùng mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Hàn lập nhíu mày, kim quang bên ngoài thân lóe lên, từng miếng lân phiến màu vàng nhạt hiện ra, trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân, đem một quyền đánh lên trên. Oanh long long một tiếng nổ mạnh, điện xà màu nâu đen vỡ vụn, một đoàn điện quang màu nâu đen vô cùng chói mắt bạo liệt. Nắm đấm của Hàn lập tuy rằng không hư hao chút nào, nhưng thân hình hắn nhoáng một cái, lùi về sau một bước. Đinh đinh đang đang một tiếng nổ lớn. Những công kích của quái điểu đuôi bò cạp bắn lên bề mặt lân phiến, hắc quang nổi lên lốm đa lốm đốm, nhưng cũng không lưu lại mảy may một dấu vết nào cả. Phanh một tiếng, do cất cánh không kịp sau khi công kích, một đầu quái điểu bị Hàn Lập tiện tay dùng một gã hoàng cân lực sĩ đập chúng, dường như lập tức một cỗ man lực khó có thể ngăn cản vào tới, đầu quái điểu phát ra một tiếng gào thét rồi cùng với lực sĩ vỡ vụn tán loạn. Ngay sau đó, giữa không trung, một tiếng nổ vang mãnh liệt. Từng đạo tia chớp màu nâu đen vô dụng dày đặc đánh xuống, như là cơn mưa lôi điện, từng đạo điện quang chói mắt, xé rách không gian màu xám bao la mờ mịt xung quanh, uy thế kinh thiên động địa. Quái điểu ở giữa không trung bay lượn thỉnh thoảng tận dụng phát động công kích xuống phía dưới. Thân hình Hàn Lập di chuyển biến hóa, tiện tay phóng quyền, đem những tia chớp không cách nào né tránh từng cái đánh tan, thỉnh thoảng cũng có quái điểu bị đánh rơi. Hắn vẫn đang ứng phó rất tự nhiên, có điều cũng vì như vậy, hắn nhất thời nửa khắc chưa có cách nào ra tay được với đoàn nhân ly. Từ trong hồ lô, hạt đậu màu vàng liên tiếp không ngừng bay ra. Tốc độ tiêu diệt lực sĩ bị giảm mạnh, hoàng cân lực sĩ xung quanh hắn ngày càng nhiều. Qua mấy nhịp thở, tu tập xung quanh hắn thình lình lên đến ba bốn nghìn hoàng cân lực sĩ. Tuy nhiên, điều làm trong lòng hắn bất an chính là, hơn phân nửa hoàng cân lực sĩ bên ngoài lúc này lại không nóng lòng hướng hắn phát động công kích, mà lại chạy nhanh về phía sau, rồi đột nhiên đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Pháp trận, hai mắt hàn lập đồng tử co rụt, trong đầu nghĩ ngay đến. mươi 65, sợi thừng màu vàng đen, hàn lập suy nghĩ thật nhanh, một quyền vừa định đánh ra liền biến thành chảo, mạnh mẽ chụp lấy một tên hoàng cân lực sĩ ném về đám còn lại. Dầm, một tên lực sĩ đang đứng bất động bên ngoài vừa vặn bị ném trúng, một cỗ cự lực phát ra toán loạn, tạo thành một cơn sóng khí vô hình cuốn lấy vài tên hoàng cân khôi lỗi đẩy chúng ngã lăn trên da đất. Tiếng xé gió nổi lên, thân hình Hàn Lập biến ảo, hai tay như múa nhấc bổng từng tên hoàng cân lực sĩ nhìn như không có sức phản kháng sau đó ném đi tạo thành những đường vòng cung trên không trung bay về phía đám lực sĩ bên ngoài. Về phần những tia chớp màu nâu đen không cách nào né tránh cùng với công kích của quái điểu thì hắn không thèm quan tâm. Không quá qua hai ba nhịp thở, đại quân hoàng cân lực sĩ ở bên ngoài lập tức lộn xộn, ngã ngổn ngang khắp nơi rồi trở nên hỗn loạn. Không trần chờ nữa, tốc chiến tốc thắng, khuôn mặt trầm xuống, đồng nhân ác lạnh giọng quát lên. Vừa nói xong, gã khẽ lật tay, lấy ra một cái lệnh bài màu vàng đen, loang lổ vết dì xét. Tay còn lại bấm niệm một pháp quyết cổ quái, trong miệng nhanh chóng lẩm nhầm, mặt ngoài lệnh bài lập tức hiện ra màn sáng vàng vô cùng chói mắt. Hàn lập khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên co rụt. Tuy rằng không biết lệnh bài kia là vật gì, nhưng lúc lão giả tế ra vật đó khiến nội tâm của hắn bỗng nhiên sinh ra một chút kinh hãi. Có điều không đợi họ hàn kịp có hành động, lệnh bài màu vàng đen trong tay đồng nhân ác đã bay vụt ra, hóa thành một màn sáng vàng chói mắt, lơ lưng trên không trung chỗ đỉnh đầu của hàn lập, rồi xoay tròn. Từng vòng linh văn cổ quái màu vàng đen theo đó sáng lên một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy mấy nghìn tên hoàng cân lực sĩ đang đứng bất động bên ngoài liền dơ cao hai tay lên quá đầu, trụm vào nhau như kiểu ngọn lửa. Trên thân các lực sĩ đột nhiên hiện ra tia sáng màu vàng cực kỳ chói mắt, vô cùng nhanh chóng hội tụ đến chỗ trụm lại của hai tay rồi phóng lên trời. Trên không trung, những ánh sáng màu vàng chói mắt kết nối và mở rộng tràn ngập xung quanh, tựa như một màn sáng bao trùm phạm vi ngàn trượng xung quanh hàn lập trong tích tắc. Khoảnh khắc bản thân bị màn sáng màu vàng bao phủ, Hàn Lập cảm thấy thân thể đột nhiên trầm xuống như bị ngọn núi khổng lồ cao vạn trượng đè lên, trở nên cực kỳ nặng nề. Nhưng vào lúc này, thanh âm phốc, phốc liên tiếp vang lên. Tại khu vực màn sáng vàng bao trùm trên mặt đất, từng sợi xương mù màu vàng đen từ dưới đất bốc lên, đan quấn vào nhau tạo thành một sợi dây thừng màu vàng đen, giống như linh xà nhào đến chỗ hắn đồng thời quấn chặt thân thể hắn lại. Sợi thừng trói chặt thân thể Hàn Lập thậm chí cả tay và chân, khiến hắn không thể cử động. Hàn Lập thầm kêu không tốt, điên cuồng thúc giục pháp quyết tiểu bắt đầu tinh nguyên công sáu đoàn ánh sáng màu lam chợt hiện trên ngực bụng thần lực trong cơ thể bộc phát ra thân thể uốn éo đột nhiên hai tay hắn khẽ cử động những sợi thừng vàng đen quấn trên thân lập tức bị kéo căng ra ở chính giữa vài chỗ giãn mỏng rung rung không thôi tuy rằng vẫn buộc chặt lấy hắn nhưng không thể hoàn toàn khống chế động tác của hắn nữa cùng lúc đó chẳng biết từ lúc nào đoàn nhân ly tay cầm hồ lô màu vàng đã bay tới đỉnh đầu hắn đứng lơ lửng bất động Đoàn nhân ly há miệng phun ra mấy ngụm máu, lầm nhầm chú ngữ trầm thấp. Giữa không chung, ánh sáng vàng trên bề mặt hồ lô tỏa ra rực rỡ, điên cuồng đón gió biến to như một gian phòng, ở miệng hồ lô phù văn màu vàng cũng trở nên to như lòng bài tay, lượn lờ phiêu động, tản mát ra màn sáng vàng trói mắt. Phút phút, vô số hạt đậu màu vàng từ miệng hồ lô điên cuồng bắn ra tung tóe như vỡ đê hoàng hà. Những tên hoàng cân lực sĩ mới này chạy một đoạn rồi đứng yên, cũng chụm hai tay vào nhau quá đầu, phóng ra ánh sáng màu vàng trói mắt, nhập vào bên trong màn sáng màu vàng phía trên. Tại chỗ bị sợi thường màu vàng đen kéo xuống, Hàn Lập nắm chặt hai tay, liên tiếp đánh từng tên lực sĩ và quái điều trước mặt nổ tung, nhưng động tác trở nên chậm chạp. Dường như cứ nhiều thêm một tên lực sĩ là màn sáng phía trên lại hiện thêm một tia, đồng thời sương mù dưới đất cũng nhiều thêm một tia. Kể từ đó, trên mặt đất sương mù màu vàng đen bốc lên càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm, khiến cho sợi dây thừng quấn quanh trên người hắn càng lúc càng dày và chắc chắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề, dường như hai tay đang phải nâng mấy tòa núi lớn, càng lúc cử động càng khó khăn, mà những sợi dây thừng màu vàng đen không ngừng trói chặt, quần áo bên ngoài bị siết chặt hiện ra một vết hằn dài hẹp và sâu hóm. Lúc này, kim quang bên ngoài thân chấp động, hắn quát khẽ một tiếng, từng sợi lông vàng từ da thịt mọc ra, qua trong dây lát biến thành kim mau cử viên, thân thể cũng điên cuồng lớn lên hắn thình lình một lần nữa thi triển kinh chập quyết, hóa thân sơn nhạc cử viên. Đồng nhân ác với hạp sơn đạo nhân chứng kiến sự tình trước mắt cử viên tăng vào to đến hơn 10 trượng đều ngẩn ra. Bọn hắn tuy rằng từ đoàn nhân ly biết được hàn lập có loại bí thuật quỷ dị này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn bị khí tức từ trên thân thể cử viên tỏa ra làm cho kinh sợ. Hạp sơn đạo hiếu, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đồng nhân ác khẽ quát một tiếng, đem cổ thư trước người thu lại, sau đó tập trung hết sức thúc giục đại trận phía dưới hạt sơn đạo nhân lập tức phục hồi lại tinh thần cũng không hề thúc giục ánh xét màu xám đen mà thần sắc hắn ngưng trọng miệng lẩm nhẩm đồng thời hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết bên ngoài thân đột nhiên phù văn màu vàng quỷ dị tuôn ra rậm rạp chẳng chỉ thành một tầng kim hà to lớn khi hàn lập biến thành cự viên số lượng hoàng cân lực sĩ xung quanh đã nhiều hơn vạn tên màn xương màu vàng đen vô cùng vô tận từ mặt đất tuôn ra quấn quanh thân thể kim mao cự viên đã bị trói vào bên trong làm cho sợi dây thừng vàng đen càng trở nên to lớn Chắc chắn, không còn chút dấu hiệu sắp đứt nào nữa. Giống một tiếng gào thét vang lên mút trời, trong cơ thể cử viên một hồi âm thanh đùng, đùng, cơ bắp toàn thân phồng to, lông vàng toàn thân trở nên như những cây kim châm vô cùng cứng rắn, thân hình hắn lại lần nữa tăng vọt gấp đôi, to lớn đến hơn 30 trượng. Tuy nhiên, sợi dây thường màu vàng đen quấn quanh hắn cũng chấp động ánh sáng màu vàng nhanh chóng tăng vọt theo, cũng trở nên càng thêm chắc chắn, cứng cỏi, lại như trước mà buộc chặt lấy hắn. Đúng lúc này, trên thân cử viên bỗng nhiên hào quang sáng ngời, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, cao dưới 10 trường. Gần như đồng thời, sợi dây màu vàng đen như giỏi trong xương, cũng phát sinh biến hóa như vậy, thu nhỏ lại theo. Mặc cho cử viên biến lớn nhỏ, sợi dây thường vẫn vừa vặn đem hắn trói buộc, quả thực giống như cũng là làm theo yêu cầu của hắn, khiến hắn trước sau đều không thể dễ dụa. Bây giờ còn muốn trốn thoát, thực là si tâm vọng tưởng. Đoàn nhân ly thấy cảnh này, không khỏi cười to một tiếng. Hạp Sơn đạo hiếu, bây giờ còn chưa động thủ thì còn đợi đến khi nào. Đồng nhân ác nhìn về phía hạp sơn đạo nhân cách đó không xa, nhíu mày quát. Gã kia không trả lời, tay áo bảo màu vàng vung lên, từ trong đó một đạo kim quang bắn đến không gian phía trên đỉnh đầu của kim mau cử viên, hiện ra một quyển trục phong cách cổ xưa, màu nâu xanh. Hạp sơn đạo nhân chỉ về phía quyển trục xa xa một cái, hét lớn một tiếng. Nhanh,